Mấy cái cõi là cái cõi mà nó làm cho bị hết phước. Bây vừa tạo được một chút là trước tay gai mắt đến rồi. Nó kinh kinh, nó làm tàu lao, nó ngược ngược là không hợp với mình. Đúng không? Không nghe những đức giảng là cứ như quý vị cũng chết với nó. Lòng lành chuyển tướng thay tên. Có người mình có xấu cái nào xấu mà mình lành mình thiện đi, từ từ nó thay đổi tướng tá, từ từ nó thương mình, thích mình nè. Đừng có bao giờ nói mình bỏ người ta là mình giống như mình năng giá cao quá. Không có đặc biệt gì đâu. Nói hoặc là không hợp nhau chia tay, chứ đừng có nói tôi bỏ nó, đừng có nói gì, thấy không? Nói vậy dẫn tâm kiêu ngạo quá, không? Nên quý vị thấy những điều gì tôi chia sẻ không? Nó xác thực, nó gần gũi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ngồi xuống. Hôm nay gầm tháng giêng, đây gầm lớn quý vị. Rồi lúc còn nhỏ nhỏ, cái gầm này đi chùa đông lắm. Nhưng mà đi đông vậy chứ để nói là kiếm người biết tu thì hiếm. Ngôi chùa của mình với hộ pháp khóa tu thì đông dữ lắm, nhưng mà rằm lớn thì bằng đêm mấy người. Tại vì sao? Vì ngôi chùa mình hướng dẫn cho người ta tu hiểu nhân quả giải thoát. Lợi chùa là để tu tập, chứ không phải là đi đến lễ lại vái vang này kia. Không phải. Tại vì mình gieo nhân mình gặt quả mà, ai cho mình? Tự mình tạo ra mình có. Nên cái xác thực như vậy thì cái người mà mới tu, họ chưa có cơ hội nghe được, nên họ đi đến những cái nơi họ cầu xin cái này kia thì họ đến nơi đó. Nên gầm này đi chùa đông lắm. Sáng họ thấy xe bên hộ pháp đến ào ào.
ban vô bẻ mấy lá cây. Hỏi nhà Đức chạy là nấu ăn bận qua đồ đen. Chạy xe là hỏi, ủa cô bẻ lá cây làm chi vậy? Nói tao bẻ kệ tao. Biết rồi phải không? Biết rồi đúng không? Biết rồi, biết rồi. Biết ở đâu đến. Sao nhà Đức nói vậy mày bẻ đi. Nên đi vòng do tâm quắc đi rất là nhiều. Nhưng mà không biết Phật Pháp là gì. Quý Phật Pháp, mình đi đến chùa, mình giống như đi đến nhà người ta vậy thôi. Thì mình gặp ai mình phải chào hỏi. Chứ mình những đức hỏi vị, vì đi đến nhà người ta mà quý vị đi vào trong nhà người ta thì bông bẻ trái bẻ lá cây tùy tiện được không? Ai làm kỳ cục như này? Chuyện này khỏi cần nghe pháp cũng hiểu, khỏi cần nghe pháp cũng hiểu, đó là cái nhân cách, là cái đạo đức của một con người xác thực. Ở đâu mà vẽ cái lọc kỳ cục? Cây nó đang có lá cũng như là mình có lông có tóc, thì người mình có tóc có lông chứ gì nữa giờ quý vị, thấy không? Giờ tóc thì trên đầu mà lông chân thì kêu lông chân chứ ai kêu tóc. Nên nó có tóc có lông là đúng rồi, thấy không? Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, bây giờ tóc chúng ta quý vị đang có gì? Có người lỡ bứt cọng tóc quý vị, mà xin một cọng tóc để mà dái lỗ tai dái lỗ gàng mà không xin mà lỡ bứt được không? Mà người lạ lạ lợi sinh cũng không cho, tự nhiên lợi sinh tóc tôi vô duyên, thấy không? Phải xin. Thì bây giờ cái cây trong chùa cũng như là lông là tóc của một cơ thể, mình bước vào ngôi Tam Bảo mình phải cần cái gì phải hỏi người ta cho mới được quyền lấy tùy tiện. Mà nói là cái lọc gì, cái chuyện đơn giản quá trời đơn giản luôn quý vị. Nên nó đi chùa mà không nghe pháp thì thiệt thòi ngay trước mắt. Không? Lỡ người ta hỏi, ủa cô bẻ cây làm chi? Nói, tao bẻ gậy tao. Vô duyên. Cũng mắc cười thấy ghê. Thấy cũng tội nghiệp. Thấy tội nghiệp phải không? Nên từ nơi đó mà trong cái cuộc đời này quý vị ơi, có những người á, mình biết nhau đến chùa cả chục lần đi vòng vòng kiếm chết không gặp, có những người gặp ngay trước mắt mà kênh. Nghe chưa? Nó cái duyên của mỗi con người nó khác nhau quý vị. Nên bữa nay chúng ta có cái bài giảng nè: tạo phước đức thì sanh thiện tâm, tạo ác tâm thì sanh ác quả. Nếu như mà quý vị mà có phước báo, phước đức thì sanh thiện tâm. Con người càng có phước đức nào thì càng nghĩ nhiều cái thiện tâm chừng đấy, càng nhiều cái điều, nghĩ cái điều tốt cho người ta chừng đấy. Vì thấy nhà Đức đi vô nhà bếp cũng có pháp, mà đem một pháp truyền tải cách đó là không đơn giản đâu quý vị ơi. Sống động phải không? Hồi sáng này mà làm cái món mà cánh gà chay chiên nước mắm, món xịn sò luôn nha. Sáng này chia sẻ pháp xong rồi xuống nấu ăn rồi xong rồi có quen công đoạn mà nói có mấy công đoạn hay, vừa chỉ người ta ăn chay mà vừa chỉ người ta niệm Phật lúc nấu ăn đồ này kia, rồi chỉ người ta làm cánh gà chiên nước mắm được chay để ăn được. Kệ mỗi món ăn mình chỉ công thức cho người ta làm, ai mà người ta làm mà dễ làm, quý vị nhớ không có ai mà tự nhiên làm mà ngon bao giờ, phải làm từ từ nó mới ngon. Nên mình có gì hay mình chỉ dạy người ta, nó cũng là phương pháp. Mình chỉ người ta thì mình càng thông minh,
Thì những đức có quen công đoạn ngồi sáng nấu ăn, ba món ăn thôi, nhà bếp những đức điều chỉnh lại gọn hơn, gọn lắm. Hồi đó giờ mỗi tuần chủ nhật mình đi xuống, mình thấy mấy cô nấu ăn thì thấy chuyện của mấy cô làm, mình không muốn đụng tới làm gì. Nhưng mà nó bài nhiều quá, nấu gì đâu mà kinh khủng, rồi nó nấu từ từ mới nó để tới đâu đây. Nấu gì đâu mà nó để gì đâu mà tá lả âm binh, nó để đến mức không tưởng tượng được. Rồi nó để đồ ăn nhiều kiểu đó, giết có ngày ruồi mũi kiến gián bay vô ăn chúng thật chết một. Nói gì tự hiểu. Nên á, Như Đức điều chỉnh lại thứ sáu, Như Đức chiên sườn chay. Một chiên không phải đơn giản. Chiên sườn chay, sườn chay mà biết cách chiên ấy bị chiên ngon lắm á. Mà phải biết cách chiên, phải biết cách ướp nghe. Chiên là dầu nó không có rút vô đâu, mà để trong hộp có thể ăn một tháng cũng còn giòn. Quý vị mà biết làm cái món đó là gia đình quý vị đi làm thì để đi. Khi mà làm mà đi làm gì bận biểu gì là có đồ ăn chay sẵn. Có miếng nước tương chấm ăn là thấy ngon. Thì Như Đức chiên hôm qua 100 kg. Chiên 100 kg sườn chay là từ còn 15 phút nữa 4 giờ. Chiên cho tới gần 6 giờ ăn cơm. Nghỉ đường tiếng hồ còn khoảng 15 phút nữa 7 giờ. Chiên cho tới 10 rưỡi. Đứng chiên suốt luôn. Đứng ba cái chảo chiên xèo xèo xèo. Chiên xong hết trơn mình mới tính ra phân ra từng cái bọc. Bọc nhỏ nhỏ nhỏ. Thì chiều thứ bảy thì mình vẫn làm đồ ăn, lớp đạo làm con bình thường, cơm nước bình thường. Sáng thì những đức chủ nhật xuống nấu ăn. Xa xuống mình nấu cho để mấy vị ăn buổi sáng á. Ăn xong rồi hết trơn á thì còn dư nhiêu đồ ăn thì người ta đến thì ăn thêm một cái nữa hết. Rồi buổi trưa thì sườn chay mình xử lý, khỏi cần đi nấu tùm lum trong bếp. Rồi có rau củ quả thập cẩm mình luộc. Sườn, đồ luộc, nước tương, chan ô đúng không? Đúng không? Gọn hơn. Đó là gọi là chủ động làm việc. Chứ nếu không mà mình chờ nó đến đông mình nấu là bị động. Cực. Nhà bếp làm giết á, thần kinh căng thẳng mệt mỏi giết á. Đơ hết tu hành. Còn này những đức nấu ăn, quý vị làm cái gì nữa cũng phải có quy tắc của nó. Ví dụ như sáng á, những đức là xuống nhà bếp là 4 giờ mới nấu ăn. Nấu ăn thêm 1 tiếng 10 phút đồng hồ. Đấy, có thời gian đó chưa? Nó có thời gian. Còn bây giờ Như Đức đẩy thời gian trễ lên chút nấu thì cũng được nghỉ ngơi, mà nấu các cụ gần xuống thì đồ ăn nóng. Còn nấu sớm có đồ ăn nguội thì sao? Ăn thì sao ngon? Nó còn buổi trưa này thì hồi lúc trước mấy cô làm te tua, giờ Như Đức cho các cô nghỉ tới 8 giờ. 8 giờ ban bệ cắt gọt thì cắt gọt. Mấy cô nghỉ tới 8 giờ, 8 giờ mới vô nấu ăn thì tâm trạng thoải mái nấu ăn. Nấu ăn xong thì chừng tiếng 10 phút xong. Rồi là mới có thời gian, có thời gian thì phụ cái nhóm chai đường, công việc này kia. Xong chị em dẫn lên lao mình mẩy, rửa mặt mày, rửa tay chân, nghỉ ngơi thoải mái một chút xuống ăn cơm. Buổi chiều thì chùa mình thường là chừng 1 giờ rưỡi gõ cảng, cho ba ngủ tới 15 phút nữa 2 giờ. Xuống nhà bếp là đúng 2 giờ, thoải mái. Rồi bắt đầu là vô nấu ăn tới 3 giờ xong. Từ 3 giờ múc ra bưng bê dọn dẹp thì khoảng còn 10 phút nữa các cụ xuống ăn là được. Thì đâu vào đó hết trơn. Chỉ cần nấu 3 món ăn thôi. Nấu nhiều ăn có ngon. Một món kho, một món xào, một món canh. Có trái cây thì chán miệng. Bữa nào thấy được được thì mua một hũ sữa chua cho người hũ. Ăn chay mà gì cũng xịn lắm đó quý vị ơi. Đúng không? Bài bố chi nhiều chứ à. Trong khi ngoài đời giờ người ta khổ quá trời khổ. Càng ngày càng khổ. Người ta làm ăn khó khăn người ta khổ quá trời luôn. Mình mà không tích phước, mai mốt mình hết phước rồi mình khổ te tu này cho nên mà biết. Đừng có nói chuyện dẫn chơi. Nên nhà Đức xuống nhà bếp dẹp hết tất cả lò ga.
vị biết rằng lò củi lò ngon lành, cần gì nấu lò ga. Ga giờ mắc tiền, ga giờ mắc tiền, củi có đi nấu lò ga làm chi. Năm cái lò ga được dẹp sạch nhất, nấu lò củi không, đồ ăn điều chỉnh lại, nấu ăn không bao giờ cái chuyện dư mà đem tùm lum tùm la đi chỗ này chỗ kia. Một tháng bèo bèo như thế cũng kiếm được 20 triệu. Tháng bèo bèo kiếm 20 triệu á, nó dư 20 triệu thoải mái luôn á. Nó đồ âu lạc, đồ giảm tối đa, vì cái đó là lúc cần thiết ăn một chút thôi. Mình ăn chay mà đồ hủ chùa làm sẵn, đồ hủ ngon quá chèn luôn, đúng không? Quý vị mà biết sót cái món mà cà chua á nha, mà đầu hủ bị nhà bị làm á, đầu hủ mua gì á, ví dụ đi, bị chiên liền, đừng có chiên sẵn để ấp tủ lạnh, mà chiên liền, chiên liền rồi bên đây là một cái chảo sót cà chua, mà cà chua sót thì đừng có bao giờ mà chúng ta đi xay. Một là chúng ta bằm, hai là chúng ta cắt, cắt từng miếng để chi, khi mình á sót cà chua nó tự nhừ từ từ. Khi nó nhừ thì cái độ chua của nó, mà độ chua nó mới ngon, mà cà chua thì chỉ có đường nêm vô thôi. Tại vì nó ngọt với chua nó kết hợp lại để sót, nước sót mới ngon. Khi nước sót đã ngon rồi thì bên đây mình chiên đậu hũ, cắt ra mà cắt đậu hũ bằng cách là mình chiên nguyên miếng gì. Nhưng khi mình cắt mình chẻ ngang qua để lấy hai mặt. Để chi có hai mặt thì khi mà mình cắt ngang, vừa ăn thì mình bỏ vô cà chua nó mới thấm nước cà chua. Thì lúc đó cái miếng đậu hũ sót cà chua nó mới ngon. Không, mình đừng có nên mà cắt miếng đậu hũ vuông vuông rồi mình đi chiên. Mình cắt vuông chiên thì mình khi mình chiên nó ớp 3-4 đầu, nó ớp lại hết. Khi mình sốt vô cà chua đâu có thấm, ở trong lặt nhách, nó chỉ áo ngoài thôi, ở sốt đâu có ngon. Nên chúng ta làm đồ ăn phải có cái nghệ thuật làm gì. Không, cái món đồ ăn tuy mình nấu ăn gia đình nó không phải màu mè gì đẹp đâu. Nếu mà cho những đứa nấu gia đình ăn, những đứa cũng trang trí đẹp lắm. Nhưng mà nấu nhiều trong chùa thì không có trang trí lu bu gì được. Nhưng mà cái chất lượng vẫn là gì? Niêm nếp. Niêm nếp. Nam Bắc gì cũng vậy chứ, vẫn thích niêm nếp đậm đà. Ăn một miếng đáng một miếng, chứ đừng có lạc lẽo. Đồ ăn mà lạc lẽo ăn yếu ớt lắm. Quý vị biết vì sao những đứa mạnh mẽ không? Tâm lượng mạnh không? Vì tôi ăn mặn mà. Không, đó, đơn giản thôi, đừng có bài bố để ai cũng làm được mà ngon. Cái quan trọng là khi nấu ăn tâm bình tĩnh, tâm vui, tâm an lạc, đừng có nấu ăn mà sân si hoặc chạy lăn xăng té coi chừng rớt đài, đừng nói chuyện giật. Thấy không? Đó, quý vị thấy không, nấu ăn thôi người ta cũng đem Phật pháp ra giới thiệu, mà cũng chỉ người ta được nấu ăn chay, quý vị. Đâu chỉ ta đồ mặn đâu, mình chỉ ta đồ chay. Bây giờ những đứa cứ làm từng món, mỗi món những đứa chỉ vị, tùy vị làm được hay không, kể vị. Đúng không? Đó, từng món mình làm. Phụ nữ không biết nấu ăn, dở cái tôi, thua. Đúng không? Nên mai mốt mình phổ biến ra. Đàn ông ở nhà một tháng phải nấu một ngày. Chùa người ta làm rồi đó. Trong chùa một tháng đàn ông nấu một ngày để mấy ông biết được cái cảm giác nấu bữa ăn thì sao. Mấy ông mà không quen vô quậy khét nghẹt hết chứ. Lúc đó mới thấy sợ phụ nữ. Chứ có nhiều ông đàn ông cứ nghĩ rằng mình là đàn ông đi kiếm tiền, phụ nữ ở nhà nấu ăn và giữ con, lau nhà. Mấy bà làm cái chuyện con nít, con noi. Thử làm chuyện con nít đi rồi biết. Đúng quý vị. Nấu ăn là nó cả một cái quy trình, chứ không phải chuyện giỡn, nó đùa đâu quý vị. Cái người nấu ăn mà không tỉ mỉ sao nấu ngon. Ngày xưa nhà đứa trên thành phố khi nấu ăn cũng thích, tại vì mình nấu cho người ta được buổi ăn mình thấy cũng thích. Nên khi đi ăn ở đâu cũng cầm theo cuốn sổ nhỏ, ăn cái gì là ghi ghe công thức làm sao, nhìn trong cái món nấu người ta cái gì ghi ghe, rồi hỏi người ta cái món là món gì vậy. Trong thực đơn nó có ghi, mình ghi món ăn nó ra. Đây là cái món là gia vị cái gì mình ăn mình biết, mình ghi ra. Về mình tập mình nấu món ăn, từ mình biết nấu chứ sao. Đúng không?
không ai cầm tay mình chứ, phải để ý tỉ mỉ vì mình mới biết nấu ăn. Nên là những đức nấu ăn trong bếp, những đức ra thực đơn từ từ, từ từ nó ghi ra thực đơn ra hết trong một tuần lễ nửa tháng xong. Cái những đức lấy cái ngày mà đầu tiên của một tuần nó nấu lại, khỏi cần phải suy nghĩ là mình nấu món gì, nó khỏe. Ai mà cứ mỗi lần nấu đi suy nghĩ hoài cho nó mệt, đúng không? Vì nó khỏe quá. Nên nấu ăn nó cả vấn đề, không có giỡn đâu mấy ông. Đừng có nghĩ phụ nữ nấu ăn rồi giữ con rồi lau nhà giặt đồ là bình thường nghe. Họ cũng là không phải đơn giản đâu đó, cũng cực lắm á. Nấu bữa ăn cũng cực lắm đúng không mấy cô? Nhưng mà mình là đàn ông mà mình biết nấu ăn cho vợ, vợ nó thương. Tại vì mình kiếm tiền cũng được, mình đi xã hội cũng được, mình vô bếp cũng được, giữ con cũng được, mình giặt đồ cũng được, mình lau nhà cũng được. Mình đều được tất cả thì con người mình tự tin. Con người biết nhiều việc không phải là khổ, mà cái người biết nhiều việc mà khổ là do họ không có tầm nhìn xa. Chứ cái người mà có tình cái tầm nhìn xa, tầm nhìn rộng mà biết nhiều việc thì họ càng tự tin, đúng không? Như những đức bây giờ bỏ núi non gì sống được, làm được hết dân các việc rồi thì một người tự tin cao độ. Nó nên mỗi người nên siêng năng học tập, con người nên có góc độ sâu sắc, mỗi cái nên nhìn mà học được chút, dù chưa làm cũng nên biết, biết cơ hội biết đâu mai mốt mình làm sao. Chúng ta trong cuộc đời này không ai ngờ được mình làm cái gì đâu. Bây giờ mình làm gì ai biết mai mốt mình làm cái gì. Chúng ta vô trong công ty xí nghiệp, mình sống nghiêm túc đàng hoàng. Mình làm việc có khi ông lãnh đạo giám đốc đang nhìn mình, ông đang chuẩn bị cho mình lên chức. Nhưng mà vô đưa mình lên chức mình không biết làm gì chứ mình thua. Nên mình luôn luôn nhìn nhận công việc mà học làm, để khi mà lên chức là vô cái là mình làm ngon lành. Đó. Nên cái người mà tạo phước đức thì sanh thiện tâm. Còn quý vị coi cái người mà thường ác tâm làm việc ác là hết phước. Phước hết là nó khiến mình đi làm ác. Phước hết khiến đi làm ác đó nghe. Nên cái người gặp pháp môn niệm Phật này á, những đức thường nhắc quý vị tu mà an toàn nhất á, là gì? Là quý vị đừng có cao xa, đừng có đi tìm kiếm cái gì tùm lum. Người niệm Phật mà niệm đến mức mà từ từ văn tự gì cũng không còn biết nữa chứ, thì người này đúng là niệm Phật đạt rồi đó. Không còn biết văn tự nào nữa hết trơn thì quý vị tu đạt. Còn người cái người niệm Phật mà còn biết nhiều văn tự, còn đi tìm kiếm đầu này đầu kia, người này chưa có niệm Phật đâu, còn đi đầu này đầu kia tìm cách này cách nọ là chưa phải người niệm Phật đâu quý vị à. Tại vì cái pháp niệm Phật là cái pháp mà mình niệm mà Phật rước. Vì thì mình lo niệm đi thì mình an định một nơi liền gì đâu. Nhưng mà họ lại là người niệm Phật mà lại đi đầu này đầu kia, đi học chỗ này chỗ kia, là họ chưa tin câu Phật hiệu. Chưa tin. Quý vị coi con người này sau này thay đổi nè. Thay đổi. Nên cái người tu tịnh độ mà muốn tu cả đời không thay đổi là văn tự gì cũng đừng có biết nữa. Biết mà không biết luôn, trong lòng không muốn biết luôn, vậy thì vị sẽ biết một câu Phật hiệu đặc biệt lắm. Hay lắm. Rất là hay. Hôm qua gặp một cái cô này đi vô chùa tu. Cô nói con nè thầy, con nghe pháp những bậc cao tăng nên con đã đạt được một cái công phu, mà bây giờ ngày nào Di Đà với Quan Âm cũng lỡ nói chuyện với con. Những đức nói bà sắp sửa rồi đó. Bà hỏi thầy, nói con sắp sửa cái gì? Nói bà sắp sửa có sữa rồi đó. Nói câu này là thấy ớn rồi đó. Bảo đảm với bà 3 ngày sau bà có chuyện đến với bà. Khi bà gặp như đức bà nói câu này 3 ngày sau bà có chuyện chắc chắn luôn. Thử ở đây 3 ngày sau bà sẽ biết. 3 ngày sau điên luôn.
Ấn Tổ ngài nói mà, niệm Phật tu hành mà nói trên trời dưới đất, ma dựa phát cuồng chứ sao. Di Đà Quan Âm mà đi nói chuyện với mình, chúng ta chỉ là người niệm Phật cảm được bổn nguyện của Phật để phát cái thiện tâm từ tự tánh hiện lộ ra mà sanh pháp vị rồi chứ, nghĩ thiện nghĩ tốt làm việc cho chúng sanh thôi, chứ làm có cái gì cái chuyện mà cái thân phàm phu tờ giấy che ngang mắt còn chưa thấy bên kia. Mà Phật Bồ Tát mà mình cảm ứng đạt tới cái trình độ mà thâm nhập cảnh giới của Như Lai, không có chuyện đó đâu quý vị, không có đâu. Dù có cũng không dám nói nữa. Ai mà dám nói những cái chuyện như vậy? Ai dám nói? Nói một cái là cảnh ma thì hiện liền, tức khắc làm bị điên liền. Nên Đức nói bà ba ngày sau bà điên chắc chắc bà luôn. Bây giờ hết thuốc chữa bà ơi. Cảnh giới của cô thấy cũng không có sai, vì cô thấy thiệt chứ không phải nói dốc. Nhưng mà đó là cảnh giới không phải Phật Bồ Tát thì hiện đâu. Phật Bồ Tát nào mà đến gặp mình hoài, người ta tu mới tu còn thấy được cái cảm ứng là vì Phật Bồ Tát từ bi, thấy mình căn cơ còn yếu nên Phật Bồ Tát thì hiện cho mình có cảm ứng để mình mừng, mình ham, mình cố gắng mình tu. Sau này khi mình tu ổn rồi ai cho thấy nữa. Giống như người ta mới đến chùa u ái, người ta nói chuyện vài câu ngọt ngọt, mai mốt tu được rồi ai nói ngọt không đó. Nên Phật Bồ Tát cũng làm vậy đó. Còn này mình nói ngày nào mà Quan Âm Di Đà cũng đến nói chuyện với tôi, thôi bà tôi nghe tôi sợ quá đúng không đó, điên luôn. Ổn cuộc đời chưa? Nên người tu hành đừng bao giờ nói chuyện cao xa, vì cao xa có ai biết đâu nên ai tin mình. Chúng ta nói chuyện gần gũi đi. Hôm nay chúng ta chiên đậu hũ, chúng ta nói chiên đậu hũ đi thì ai mà không tin? Không chiên đậu hũ mà gì không tin đó. Nên từ nơi đó xác thực đi quý vị, đừng có giờ nói chuyện xa vời. Tờ giấy che ngăn mắt còn chưa thấy bên kia mà nói chuyện trên trời dưới đất. Chúng ta bây giờ tin vào kinh giáo Phật phô diễn, chúng ta nói theo thôi. Phật nói có thế giới cực lạc đẹp 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 gì. Mình nói thế giới cực lạc đẹp là do Phật phô diễn. Hỏi tôi có thấy không? Tôi nói không. Nói tôi chừng nào tôi thấy tôi mới tin. Thì cố gắng đi, chừng nào thấy hả tin. Còn tôi khỏi cần thấy cũng tin. Tôi tin vào sự từ bi của Phật Bồ Tát. Nếu như mà nó không có gì, Phật Bồ Tát lợi dẹp mất tiêu. Phật Bồ Tát có để cho mình phải ngã ngửa đâu. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp rồi mà kinh á vẫn là phô diễn cái thế giới cực lạc, mà tại sao mà còn tồn tại hoài? Vì đúng có, chứ nếu mà không có Phật Bồ Tát không đến thì cũng phái đệ tử đến, mình lỡ mình điều chỉnh lại để thôi chúng sanh nó mê muội, nó rớt lộp đợp xuống hầm cách gia tội nghiệp nó. Phật Bồ Tát từ bi lắm, có để cho mình làm đường lạc lối đâu, nên quý vị yên tâm đi. Từ thời chư tổ sư đã nói cực lạc, nói thế giới cực lạc, nói Phật A Di Đà. Vì mà người sau này dám nói không có, kệ họ đi. Họ nói không có kệ họ, mình cứ lo mình niệm Phật đi. Là đặc biệt nhất. Nên người tạo phước đức thì sanh thiện tâm, nên cảm với bổ nguyện nên tin. Thấy không? Còn tạo ác tâm thì sanh ác quả, nên họ đâu có cảm thế giới cực lạc, đâu tin thế giới cực lạc, mà họ tin tam đồ ác đạo. Họ tin tam đồ ác đạo mà cực lạc họ không tin. Đó, tạo ác tâm thì sanh ác quả. Nó xác thực chưa? Nên cái người mà họ tin tam đồ ác đạo mà không tin thế giới cực lạc là quý vị nghe câu này là hiểu rồi đó. Còn chúng ta tại sao mỗi ngày chúng ta cứ cảm giác thế giới cực lạc, thích cực lạc, thích Phật A Di Đà, thích Quan Âm Bồ Tát, thích Đại Thế Chí Bồ Tát. Chúng ta không thích tam đồ ác đạo. Biết rồi đúng quý vị. Đó, biết quý vị sao rồi đó. Biết rồi đó nghe. Nhìn ở đây là nhìn xuống thấy mặt mày là biết ở đâu đến đây rồi đó. 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 Văn này cũng từ cỡ nào chăng nữa cũng từ nơi phước báo đến đây không á. Không. Nên ngồi im re nghe tịnh độ đó, không có giỡn đâu nghe.
Chứ gặp mà ở dưới lên là đứng lên đi ra ngoài rồi đó. Nó bao giờ mà nghe thế giới cực lạc được đâu. Nó không cùng á. Tần số sao ngồi nghe. Không. Giống như có cái ông này á. Ông á. Ông đi đến chùa. Người ta lại Quan Âm rầm rầm. Mà ông đứng ở trong cái chỗ lại Quan Âm của tao nói nè. Xỉu hết chân bây giờ. Lại kiểu này sao chịu nổi. Xỉu hết. Coi nè. Ta xài 300 lại sao ông nói. 300 lại một chút nó xỉu bây giờ. Ông thầy ông gần xỉu ở kia. Thì chờ xem ông có sống nổi ở đâu. Lại hết là chết. Cuối cùng ta lại hết 500 lại bữa sau đứng nữa. Bữa nay là nguy hiểm nè. Cuối cùng ta lại hết trơn 3.000 lại. Ông không lại được lại nào đứng chờ ta xỉu không. Tàu lao gì đâu mà tàu lao ác nhơn ác đức. Cái chi lại theo người ta đi quý vị. Thì chuyến đi nó có kết quả rồi. Chờ người ta xỉu. Người ta thì bao nhiêu con người cầu nguyện ấy chứ. Thầy cũng lại khỏe. Phật tử lại hết. Cái tâm đó thôi người ta cũng có duyên có phước. Này đứng chờ người ta xỉu. Đúng là ở dưới lên. Ở trên xuống thì ai mà kỳ cục vậy quý vị. Này dưới lên. Hiểu không? Nó nên á. Có nhiều người hỏi dưới nào vậy thầy? Nói bà tự suy nghĩ. Dưới nào? Nên, thấy chưa? Nó có nhiều người nó lạ kỳ lắm. Nên trong cái cõi đời này bị tu á, có nhiều cái bị nhìn nó chướng tay gai mắt mà bị dễ tức lắm. Nó làm ngược đời. Dễ tức lắm. Mấy cái cõi là cái cõi mà nó làm cho bị hết phước. Bây giờ tạo được một chút là chướng tay gai mắt đến nè. Nó kinh kinh, nó làm tàu lao, nó ngược ngược là không ngược với mình. Đúng không? Không nghe những đức giảng là cứ như quý vị cũng chết với nó. Nó bu quý vị, nó xé xác quý vị. Không còn miếng thịt luôn. Hiểu không? Mà nói đâu xa lạ. Có khi cái thằng chồng con vợ mình mà nó xé xác mình. Con mình á. Có khi nó lại là quan gia của mình đó. Ồ. Nó giết mình đó. Nó làm cho mình sạch phước báo á. Chứ không có giỡn đâu. Nếu mà cái đứa mà nó hiền hậu, nó đàng hoàng, thì cái đứa con ơn nghĩa đến. Còn cái đứa mà nó lỡ, nó trở ngại mình, nó kinh kênh mình, nó làm cho mình buồn phiền. Mình đây mình sống vui, mình gặp nó là mình tức. Nó làm cho mình tức. Mà tức mà mình phải thương nó. Là quý vị biết đây là con nợ mình phải trả. Tức mà phải thương, đúng không? Tức mà phải thương. Có không quý vị? Tức nó mà phải thương nó. Mà thương nó rồi tức nó. Thương nó rồi lại tức nó. Tại sao nó như vậy? Mà tức rồi mà thấy nó đi đâu là bắt đầu lo cho nó. Ở nhà ăn không ngon ngủ không yên, phải lo cho nó. Cái này là con quan gia đến vì trả nợ. Chứ bà này bà nói mà ông chồng bà mà bà thưa bà gặp mặt là ghét cay ghét đắng. Mà nó ghét cay ghét đắng. Mà bà nói bà gặp là bà sằng sộ bà tức. Mà nó nhào nhào vô nó hung bà. Mà không cho thì nó không chịu. Nó hung đại. Nhưng mà ổng mà đi đâu một ngày không về là bà trông ngóng. Không ngủ trưa gì được. Bà cứ ngồi ngay cửa sổ bà nhìn. Mà thấy ổng về có đóng cửa sổ làm bộ nằm im gu. Quay là kinh. Có quý vị có trong này không? Cái này á, là cái bệnh á, cái bệnh kiêu ngạo. Cái bệnh này phải nói rõ ra thì hết liền. Cái bệnh này dễ trị lắm, chỉ cần nói ra thôi. Mình cứ nói với chồng của mình: anh biết em thương anh nhiều dữ lắm luôn. Em biết bị cái bệnh gì. Mỗi lần mà gặp anh á, là anh nói ra vài câu là nó tức tối trong người, nó muốn cãi lại không. Nhưng mà thật sự trong lòng em rất là thương anh. Mỗi lần mà anh đi đâu một buổi trưa về là em không ngủ một miếng nào luôn. Em ngồi đây nè, em đợi nè. 100% với anh luôn. Mà gặp anh về là em là bộ chùm mền. Nằm vậy đó. Chùm mền lại, nằm im ngu như ngủ. Như bắt cằn vậy đó. Bây giờ em muốn nói thẳng sự việc này cho anh nghe để em giải mã cái này luôn. Đã thương thì nói thương đi.
để cho nó trả xong món nợ thương. Như vậy đã thương người ta mà đi làm cho người ta tưởng đó mình không thương nên nợ mình cứ giữ hoài, mà cả đời mình cứ bị như vậy hoài ấm ức. Nói ra đi chàng, nói đi, nghe không? Biết đâu nói người ta thấy tội nghiệp mình, rồi người ta với mình sẽ giải mã với nhau, rồi tự nhiên sống trong một gia đình bình yên hạnh phúc. Mình thương người ta mình cứ nói mình thương đi, mình làm vợ làm chồng mình thương, mình cứ nói mình thương đi. Chứ mình đừng có thương mà lại làm giá vẻ không thương, làm chi chi vậy, khùng quá trời. Thương thì nó đại thương đi, để cho người ta biết, người ta biết cách làm sao người ta thương lại mình. Tại vì mình thương người ta làm cách sao để người ta thương lại, đáp lại tình mình. Còn mình ra vẻ như mình không cần, mà khi người ta đi đâu thì mình ở nhà mình lo lắng, mình tức tối. Cái đây là cái bệnh rồi lâu năm khó trị. Bệnh lâu năm khó trị. Nó giống như trong chùa có một cái câu, mỗi lần gặp những đức cái là cái gì, bà cứ là giống như giống như ngộ lắm. Vậy đức nói thôi bà ơi, bà động tâm với tôi mà làm bộ hoài. Trong chùa bà tu bà động tâm tôi mà, nói thật đi cho tôi biết đi, cho nhẹ cái tâm của bà chứ bà làm chi mà làm bộ gì. Nó nói chào thầy, sao thầy nói thẳng dữ vậy thầy, bây giờ cái bệnh này mà không chị không nói thẳng thì bà bệnh lâu năm khó trị, mà muốn trị cái bệnh này tôi nói thẳng với bà vậy đó, bà cứ động tâm thì bà cứ tu đi, rồi tôi thì lo tôi tu với tôi không có dính dáng gì bà đâu, tôi không có tình cảm gì đâu, bà tình cảm với tôi kệ bà, nhưng mà tôi lo tôi tu à. Rồi tự nhiên bà thấy con đường mình quý người đó mà người ta lo cho người ta tốt gì, mình thấy mình mừng trong cuộc đời mình, quý người đàn ông mà họ lại lo cho chúng sanh, mình thấy mình mừng, mình lo mình tu thì mình mới được ở bên cạnh họ. Còn bà cứ mang cái tâm đó mà bà không lo tu là bà rớt đài, gán chịu, đúng không? Mình nhìn mình biết, mình mà đàn ông mà không biết cái chuyện này nữa thôi là mình quá vô tình rồi. Cần gì người ta nói cho mình nghe, cái phụ nữ ít ai người ta nói cái chuyện đó lắm, nhìn hành động người ta là mình đã biết người ta thích mình rồi, thấy không? Mình nói tôi hiểu hết, khỏi cần phải nói tiếng gì tôi hiểu hết. Mình nói gan vậy đi, trong lòng người ta không nhận đàn ông gì đâu mà đặc biệt gì, biết hết trơn, hiểu không? Mình đợi người ta nói mình là đàn ông gì mình kỳ lắm. Ta phụ nữ mà ta phải có một cái giá gì của phụ nữ một chút, hiểu không? Mà đừng có để người ta nói. Nên có nhiều cô đi vô chùa tu, như đứa hỏi ngoài đời có bạn trai không, là dạ có. Vậy ai bỏ mình mà đi tu? Nó là con bỏ, nó đừng có nói câu gì. Mai mốt dù có là mình bỏ người ta mà mình nói là người ta bỏ mình, mình vậy mình là người khôn. Cứ nói là người ta bỏ mình đi, người ta sẽ tự biết, nghe không? Nó, mình vậy mà thằng đó nó bỏ, thằng này đúng là hết phước, nghe không? Hết phước rồi. Nên từ nơi đó mình có nói người ta bỏ mình đi, chứ mình đừng nói mình bỏ người ta vì chuyện yêu thương á. Đừng có bao giờ nói mình bỏ người ta là mình giống như mình năng giá cao á, nghe không? Không có đặc biệt gì đâu. Nói, hoặc là không hợp nhau chia tay, chứ đừng có nói tôi bỏ nó. Đừng có nói gì, nghe không? Nói gì dẫn tâm kiêu ngạo quá, nghe không? Nên quý vị thấy những điều gì tôi chia sẻ không? Nó xác thực, nó gần gũi. Xác thực, gần gũi, nghe không? Bây giờ mà nó không xác sao gần? Quý vị, giờ mà nó không xác sao gần? Mà không gần sao ủi, nó gối, hiểu không? Đó. Bây giờ mình gần gũi mình mới có thể chia sẻ bọc pháp được. Bây giờ nhà đức hỏi quý vị, bây giờ mình mà không quý mến nhau sao nghe pháp được, đúng không? Tình thương trong cuộc đời này nó có nhiều loại tình thương, nhưng nó phải thương thì nó mới nghe pháp được. Nó thương nó mới nghe lời nói người đó nói được, nó thương nó mới nhìn cái mặt người đó được. Chứ nó mà không thương rồi nó nhìn ai mà đi nhìn chi? Người ta đi ra ngoài đường, người ta đi vòng vòng ngoài đường, người ta nhìn chứ người ta không nhìn cái mặt người đó. Ghét mà đi gần gũi làm gì, thấy không? Ghét mà đi nhìn chi,
Nên mình sống mà người ta thương mình, người ta mới nhìn mình. Chứ không thể nào mà bây giờ mà ghét mà đi nhìn được. Nên chúng ta có nhiều loại tình thương. Nhưng tình thương trong cuộc đời này, tình thương khổ nhất là tình thương mà ái nhiễm. Khổ cho chính bản thân của mình. Thấy không? Chúng ta hãy làm đúng vai trò tình thương mình dành cho người ta đi. Mình làm đúng vai trò tình yêu mình đến với người ta đi. Đúng cái vai trò là vợ, là chồng, là tình yêu, là mình đến với người ta bằng cả tấm lòng mình đi. Nhưng mình hiểu được đó, đến với nhau ở đây giống như bèo hợp bèo tan vậy. Thấy không? Đến nhau như bèo hợp bèo tan. Hợp tan, tan hợp là chuyện của bèo. Còn mình đi bám theo bèo cái chừng mình thành bánh bèo. Tại vì đến nhau mấy chục năm rồi mình phải xa nhau thôi. Dù có tình thương gì, mặn nồng gì, nhưng đừng có hẹn hò cái chuyện đời đời kiếp kiếp em sẽ làm vợ anh. Ai mà có cái lời nguyện này thì nguyện lại đi nghe. Có đó mấy bà đây, cũng có những bà nè, lúc mà thương á, nằm bên cạnh chồng cũng nói á, em sẽ hứa không phải đời này làm vợ anh không, mà nhiều đời cũng phải làm vợ. Không phải đơn giản đâu, bây giờ nguyện lại đi. Đến đây quỳ trước Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật. Cuộc đời con á, đã nguyện sai rồi. Nên con nguyện đời này của con đi về thế giới cực lạc gặp Phật, Phật ơi Phật. Thế vậy vậy thì đúng vô lắm nghe. Tại vì mình về cực lạc mình sẽ là bạn với nhau đời đời kiếp kiếp, mình biết ta đâu. Còn mình không về cực lạc thì một đời đi qua không thể nào mà biết với nhau được. Những đức nói cho vị nghe nè, cái người ta không biết tu, người ta thương yêu nhau, người ta ái nhiệm, người ta thấy người thân ta chết, ta muốn chết theo. Mình nhìn thấy thì người này cũng nặng tình, người thế gian không hiểu cũng khen họ. Nhưng chúng ta trong đạo thì chúng ta nói họ không hiểu đạo. Người này vừa chết họ muốn chết theo người này. Vì chết theo người này nó đi đâu rồi? Đi xuống dưới suối vàng gặp nhau. Có cửa đó đâu, làm gì mà xuống suối vàng gặp nhau. Cái vụ đó đâu chèn. Tại vì sao? Khi mình sống là nó đồng nghiệp nên gặp nhau trong cuộc đời. Khi mình chết đi là nó khác nghiệp, là gặp nhau cũng không biết nhau. Dù có biết nhau đi chăng nữa cũng là kẻ xa người lạ. Vì sao? Vì mình đâu có cái duyên nghiệp đó để mà gặp nhau. Chúng ta gặp nhau đây là có duyên nghiệp, có duyên nợ kết và lấy nhau. Hai cái tay chụp lại thì mới bắt tay được. Chứ không thể nào một tay bắt một tay buông mà nó dính được đâu quý vị ơi. Nên đừng có bao giờ giải khờ người thân mình chết, mà mình đi muốn chết theo để xuống suối vàng gặp, không có cửa đó đâu. Xuống dưới gặp nhau lúc đó mới ngã ngửa. Là cái gì? Mình biết họ mà họ không biết mình. Hai bên nó chéo ngoe, nó không có đến với nhau được. Nên ai chết là mặc kệ người ta. Mình phải sống cho thật là tốt, tu nhân tích đức để mình về cực lạc. Đúng không? Cái điều này quý vị mà nghe rồi, quý vị hiểu rồi, quý vị sẽ sống tự tại dữ lắm. Sống thật sự ở trong cái giáo pháp của Phật, trí tuệ, chứ không phải là sống trong cái sự mù quáng tối tăm. Nên mình sống trong sự mù quáng tối tăm mà muốn độ người không có cửa đó đâu. Nó giống như hôm qua có cái chú này, ông nói nghe pháp Hòa Thượng Tịnh Không 10 năm. Mà ổng mỗi ngày ổng tu á, là ổng cứ là quỳ trước Phật xong kêu cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em bên nội bên ngoại bên cố sơ cố sờ cố sở gì về để tu chung. Ông nói giờ con kêu giết giờ con nặng quá trời nặng rồi thầy. Giờ con hỏi thầy con phải làm sao? Như Đức nói gì đừng kêu nữa. Đơn giản gì mà cũng không hiểu. Nghe Hòa Thượng giảng 10 năm thì bây giờ kêu mỗi ngày mà càng nặng, vậy đừng có kêu nữa. Giống như bây giờ mình giác nặng, nặng quá rồi để xuống bớt đi, đi giác nhẹ. Ai mượn nặng rồi còn đưa đồ lên thêm. Một câu Phật hiệu nhẹ nhàng, mình tu được tốt, mình an lạc, ai nhìn mình sống chết gì cũng muốn đi theo. Đúng không? Chùa chiền là do gì ta còn sống nên có duyên giảng pháp, nên mới rủ người ta về, người ta tu xong người ta đi về nhà người ta tu. Chứ không rủ người ta, không dùng phương tiện thì sao người ta đi đến đây người ta tu. Nên mới rủ người ta tu. Mà người ta đến tu là do người ta nhìn mình tu có lợi ích, có sự an lạc, có niềm vui, người ta mới đến, chứ đâu phải ai rủ người ta mà người ta cũng đến đâu. Nhiều chùa mà cũng rủ đó mà có ai đến đâu. Dùng đa dạng cách nhưng mà đến xong nó cũng đi mất tiêu, nó có đến nữa đâu.
Nhưng mà mình á, muốn người ta đến nơi mình thì bản thân mình phải tu tốt, mình phải có niềm vui, mình phải có sự an lạc, mình phải có một phương hướng giải thoát. Mình tu sao càng tu càng tuyệt vời, vậy thì cái giờ người ta mới tìm đến mình. Như vậy thì cũng quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình chưa siêu, quan gia trái chủ chưa thiêu, người ta nhìn mình người ta cũng đi theo mình, tự người ta đi theo mình thì mình là chủ động. Mình kêu người ta lợi mà mình không có lực gì hết trơn là mình bị động, nó nặng là phải rồi. Nên á, có những người nói như Đức Thầy, thầy thi tu xong mà thầy hồi hướng vậy mà con còn quỳ, con hồi hướng cho củ quyền thất tổ bên nội bên ngoại tùm lum, có đúng không thầy? Như Đức nói hồi hướng thì không có sai, nhưng mà cô có để hồi hướng hay không mới là nguy hiểm. Giống như giờ chúng ta có một chén cơm ăn và thêm chén cơm nữa, chúng ta có thể đủ duyên lắm thì có người đến xin cơm là đủ duyên thì mình chia cho họ miếng ăn. Còn nếu như mình kêu cả nhóm người ta ì đến, quý vị có cơm để chia không, mà kêu lại đông rồi mà không có cơm chia, lúc đó quý vị nghĩ sao? Không, chùa của mình những Đức chuẩn bị 100 tấn gạo cho người ta, người ta đến ào 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 ào, có một số người người ta không có, người ta chửi những Đức đó. Từ nơi đây là quý vị đã kinh nghiệm được rồi đó, thấy chưa? Mà đây là người ta có được cái cơ hội làm đầy đủ đó, nghe không thiếu đó. Tính 100 tấn là tính là ghê lắm á, ai mà ngờ thiếu đâu. Vậy mà cuối cùng thiếu, một số người nó chửi mình te tua. Thì vị hãy ngồi suy nghĩ đi, tâm có thừa mà lại không có phước để cho người ta, kêu người ta về để hồi hướng, cuối cùng người ta về hồi hướng không có một chút gì chứ, quý vị coi chừng có chuyện đến đó. Nên cúng đi thực đồ này kia để chùa cúng, tại vì chùa lớn, ông thầy ông có dính ai ông cúng, mình ở nhà mình cúng tùm lum tùm la, mình kêu người ta lợi mình gia trì, mình biến biến không biết biến ra cái gì luôn. Có ngày nó bữa một phát mình lết bánh nó chuyện dẫn chơi, nghe không? Cẩn thận. Nên bà Thí ở ngoài Hà Nội bà cũng khôn, khi bà cúng đi thực bà bật cái đoạn như Đức cúng, bà cầm gạo bà giải, khôn ghê không? Có cái gì không được thì Hương Linh nó tìm những Đức, đâu phải tìm bà. Tại như Đức cúng, bà cầm gạo bà giải giùm thôi. Khi như Đức gia trì bà cầm gạo bà giải đó. Nhưng mà thấy cái bà đó, bà tu được á, tại bà sanh ra đứa con, bà thôi là thấy bà tu được rồi đó, bà mới sanh ra đứa đó đó. Cái nhỏ không có đẹp mà dễ thương gì đâu. Những Đức nghĩ rằng hồi xưa giờ nít những Đức thương nhiều, mà những Đức thấy là những Đức thương nhỏ nó nhiều nhất luôn. Nít từ xưa tới giờ ngoài đời những Đức còn hung, nhiều khi đi tu giờ những Đức chưa bao giờ hung một đứa nít nào. Tuy thương những Đức nựng nhưng bây giờ hung, mà nhỏ là những Đức thương hung nó 3 lần. Cái thương nó ngộ lắm, nhìn nó mặt cái thương sao. Mà quý vị coi mà giảng pháp mà nó ngồi hoài đó, ăn nít nào mà chịu nổi gì không? Hát rầm rầm âm thanh gì mà nó im gu gì đó. Nó còn dở nhỏ lên liền lên cho nó vỗ tay. Vì mà nó vẫn bình thường. Rõ ràng hồi lúc đó, mẹ nó mang thai đã đến ngày sanh rồi mà chưa sanh, vì mà bà không có đi đưa đem nó ra. Lỡ bác sĩ la bà quá trời. Tới ngày sanh rồi bà ác dữ tàn, bà để nhỏ trong bụng. Bà nói nó chưa sanh thì kệ nó, trong bụng nó chưa sanh kệ. Bà đi lại Quan Âm, bà nói bà lại xuống một lại là bà muốn chảy nước mắt, tại vì bà gần đẻ rồi. Bà lại một lại là bà gần chảy nước mắt. Bà lại đến mức mà bà nói Quan Âm Bồ Tát ơi cứu con. Bà cứ lại Quan Âm bà kêu vậy đó. Vậy mà nó thi mấy tuần nữa nó mới sanh. Vậy mà tới khi bà lại Quan Âm xong cái trận cuối cùng, thì lúc đó là bữa sau là đi đẻ luôn. Lỡ bác sĩ nói chàng ơi, bà này sao bà ác dữ vậy chàng, nhỏ tới ngày sanh rồi thì bà sanh không được, bà lỡ bệnh viện chứ, bà để nhỏ thì mấy tuần nữa nó ngợp tới chết thì sao. Bởi vì mà bà lại Quan Âm bà tới ngày sanh mới đi sanh, vì mà nhỏ bình thường có chuyện gì xảy ra đâu. Không, những cái điều giản đơn giản này mà quý vị mà cảm nhận được thì quý vị sẽ hiểu nè. Người ta nói đơn giản nhưng mà người ta chỉ bị là gì? Tin Phật Bồ Tát. Đó, đây mới quan trọng nè.
Nhiều người nói là ông thầy ông giảng có chuyện gì đâu trời. Quý vị tầm bậy, cái chuyện này nó nằm ngay quý vị đó, đừng có nói của người ta. Nếu quý vị gặp trường hợp đấy, bị tin Phật Bồ Tát đi. À, bà nói một câu á, nếu con có phước có duyên thì sinh ra, nếu nó là con quan gia ác nghiệp thì Phật Bồ Tát đem nó đi giùm con đi, khỏi cần nói sợ lo gì chứ. Nó nên từ nơi đó quý vị biết rằng rõ ràng sanh ra có gì đâu. Mà lúc mà bà mang thai mà bà cũng là gặp sự cố buồn phiền này kia đó, chồng con này kia vậy đó, mà bà giữ cái tâm tu hành của bà bình thường, sanh đứa con ngon lành luôn. Thấy chưa? Phải tin Phật Bồ Tát. Tu hành và bạn tin Phật Bồ Tát cỡ nào? Mà tin đó là tin chánh tín. Tin chánh tín, tin vào cái nhân cái quả. Khi bạn tin vậy là cuộc đời bạn tu nhất định là có kết quả liền. Những đức chia sẻ Phật pháp thì nó rất đơn giản, nhưng mà nó nằm vào mỗi một con người sống trong cái cuộc đời này. Cái này mới là cái quan trọng nè. Mà nhiều người nghe thì người ta muốn đi tìm cao xa, do quý vị không có hành trì, nên quý vị không có cảm nhận được những cái điều đơn giản là phi thường. Nhớ không? Giống như Đức đi nấu ăn đâu phải diễn trò cho quý vị chơi coi đâu. Nấu thiệt đó, không phải nấu đùa đâu. Nấu thiệt. Như quay cho quý vị coi đó. Một là phô diễn Phật pháp, chứ không có cần thiết phải lấy cái đó làm tiếng tâm đâu. Vì tiếng tâm nhà Đức giờ cũng lớn rồi, Đức không cần nhà Đức im im vậy thì nó cũng càng ngày càng phát lên. Không? Như chùa mình sau này khiếm thị không có tổ chức được, lần sau này tổ chức là không được nè. Vì sao? Chắc người ta kéo là hết luôn, chứ không đơn giản đâu. Bây giờ đang khổ te tu, nó ta đến cho mà thấy. Nên sau này khiếm thị mà làm là quy tắc chương trình khiếm thị đa phần là tật nguyền và mù, hai loại này để tổ chức chương trình khiếm thị. Không? Còn người nghèo, người khổ để nhà Đức sắp xếp cho, quý vị khỏi dính vô. Tại cái chuyện này để nhà Đức phát tâm. Còn ai thích kết duyên thì kết duyên, tùy. Việc này nhà Đức xử lý nha. Còn tuyệt đối chương trình khiếm thị chỉ đúng người mù với người què thôi. Tật nguyền thì chỉ hai loại người này thôi. Thì chúng ta tổ chức kết hợp lại chương trình khiếm thị khiếm tật. Thế quý vị, nó sẽ rất tồn tại, bởi vì cho tiền ta cũng nhiều thêm chút nữa, đúng không? Còn bản thân nhà Đức thì một năm nhà Đức sẽ tổ chức khoảng 2-3 lần gì chương trình người nghèo. Thì nhà Đức sẽ mua gạo tặng cho người ta, thí dụ như người 10 ký gạo thêm cái máy nghe pháp, hoặc là thêm 100-200 ngàn. Tùy mình làm cá nhân của mình, nếu có tiền mình làm đại đi. Phật tử nào ai chung tay thì chung, chung người thôi, mình tự chung. Đúng không? Chứ bây giờ chương trình người khiếm thị khiếm tật mà kết hợp với người nghèo luôn là không được rồi. Tiêu chương trình này giờ tổ chức hết được rồi. Lôi ra tổ chức coi chừng có ngày có chuyện đó. À, giờ ghê lắm. Bữa đó nhà Đức chia sẻ bài pháp, ô chiều nay mới bắt bài và quyết chí. Bây giờ ở đây nói cho quý Phật tử nghe, cái xã hội bây giờ đừng có vàng mà phe có chết. Cho con đeo vàng bạc là coi chừng hại con. Nhớ kỹ, đừng có đeo dây chuyền. Nó giật quý vị đứt cần cổ. Bây giờ xe cộ đi ngoài đường mà ghé vô mua đồ phải hết sức cẩn thận. Chìa khóa không có nghĩa địa gì nói nữa chứ. Một phút thôi là xử lý xe Honda bị rồi. Một phút mà nó có chìa khóa mở một phát một. Một phút một lấy chiếc xe Honda. Vừa bước vô mua đồ trả tiền chưa xong bước ra mất tiêu xe Honda. Đi lần 3-4 người không. Còn quý vị biết rằng có những nơi vắng vẻ, quý vị cầm giỏ sách rồi quý vị đứng, nó ập vô 3-4 đứa, nó giật luôn, nó lấy trắng trợn luôn. Nó, những đứa coi tất cả những video mà người ta quay lại mà mấy cái video mà mấy camera quay lại mà giật, lấy đồ,
nó gom lại, nó có cái thằng nó làm, nó chỉ. Nhưng đứa coi á, đứa thấy đúng là ghê. Xã hội bây giờ nhiều, nhiều tệ nạn nhiều nè. Nên thôi, tiền bạc vàng bạc bây giờ có, đừng có mua vàng đeo dây chuyền, đồ nguy hiểm lắm. Có chừng nguy hiểm đó quý vị ơi. Thôi đeo máy niệm Phật Nhân Đức đi. Có hai vợ chồng đi lại chùa mình tu. Hai vợ chồng chạy chiếc xe Honda, khi tu xong đi chạy về, xách cái giỏ. Cái giỏ, mua cái giỏ cũng đẹp, đi chùa mà đặt đây mua cái giỏ đẹp. Phải chi mua cái giỏ vải, vải lam hay nâu thì xong không ai nói gì. Hoặc là đeo treo đeo mấy cái giỏ mà sau lưng mà đeo chữ ai là Phật, không ai giật chi đâu. Này mua cái giỏ xịn sò, mà cái giỏ trong đó để áo lam, để chuỗi, có gì đâu. Hai chồng chạy xe ra đua theo, cặp sát, giật giỏ. Thì ông nói bà buông đại đi, có gì đâu mà giật. Trong cái giỏ cái áo chàng với hai cái máy niệm Phật. Hai chồng lại nói những Đức nghe, Đức nói thằng ăn trộm này về chắc đi tu luôn. Đầu năm đầu tháng đi giật đồ mà giật nhầm áo chàng, phước báo cũng đến với mày. Đi tu đi con, mày không đi tu là mày vô tù. Tại vì sao? Mày còn có duyên phước nên mày giật áo chàng là báo tin cho mày biết là mày chuẩn bị đi tu đi, giải nghề đi. Mày mà không đi tu là mày đi tù, chắc chắn mày luôn. Thấy không? Nó nên cái hình thức bên ngoài đi chùa đồ bình thường. Thấy không? Chứ đừng có mua cái giỏ mà quải một bên. Có ngày nó giật gãy cần cổ cho mà chết. Nhí nhảnh á, điệu đàn. Mua cái giỏ để bên nè, đi ẹo ẹo ẹo, ngồi trên xe bấm điện thoại. Nó vớt điện thoại, nó đạp xe một phát. Còn cái giỏ đeo qua bên gì nè, nó giật luôn cái giỏ, nó không coi mạng vì ra cái gì chứ. Nó giật, nó kéo đi, tù đi. Đây là coi rõ ràng luôn mà. Giật cái giỏ kéo, tù đi. Cái kiểu mà ngồi ngay lề đường, ngồi ngay cái chỗ cái quán bán đồ ăn, một người vô mua đồ, một người đứng ngoài này, cái giỏ đen bên vậy nè, cầm bấm điện thoại, bấm đi coi chừng đấy. Nó giật, nó gịch một cái cho quý vị mà chết mồ luôn, thấy không? Thôi bây giờ nguy hiểm lắm. Kiếm cái giỏ gì sau này giữ thiết kế coi coi. Nó có cái giỏ gì mà nó đeo ở trong á, đeo tuốt ở trong luôn. Nhỏ gọn thôi, để đeo bên trong luôn rồi xong đi đâu đeo trong á. Hoặc là cái thiết kế cái giỏ gì đó mà đeo ở đây nè, chồng chứ còn cổ để trong á, để trước ngực mình á, ai giật được. Tiền bạc để trong này nè, cái giỏ để đây nhỏ tí ti nè, mỏng mỏng như nè, nó kéo ra để ngay trước ngực nè, ai giật được. Ai mượn cái bà đeo cái giỏ chứ để một bên, nó giật mấy bà chết. Nó bây giờ đi về đây, nhà Đức nhắc nhở những điều này, bị cẩn thận. Xe cộ đi đến chỗ mua đồ một cái, đừng có bao giờ mà nghiêu ngao. Nó dàn cảnh ghê lắm. Đi bốn người, xong á, hai thằng mờ kêu mình ra hỏi đường. Mình chạy ra mình chỉ đường, nó đây nó mở cổ xe nó chạy. Chơi dàn cảnh vậy đó, đi ba bốn người luôn. Đi giật đồ mà chạy xe hơi nữa, chứ không phải là người nghèo không đâu. Mà tưởng đâu đi lấy cái gì, đi lấy cây cảnh. Cây cảnh để ngoài trước đường, chạy xe hơi là anh nhổ cây cảnh để vô xe chạy đi. Thèn kinh khủng thiệt. Quý vị ơi, coi cái thấy ghê. Còn máy hàng máy cắt lụm sạch nhách. Còn bây giờ mà chìa khóa mà phá cửa, quý vị không còn an toàn nữa. Chỉ cần một cái kéo cắt sắt, nó cắt một phát nó vô, nó luộc đồ sạch nhách hết trơn luôn, không còn một cái gì. Sống cái xã hội này đúng là bất an thiệt. Bởi vì giờ người ta có tiền đa phần ta để trong thẻ tín dụng hoặc là gỡ ngân hàng hết trơn. Tại vì sao để tiền trong người, để tiền trong nhà quá nguy hiểm.
Nguy hiểm quá, quý vị vô nhà được hết. Vì thấy cái xã hội này mới bị không gì cực lạc, quý vị muốn đi đâu? Không, bất an không? Không gì muốn về cực lạc, muốn đi đâu? Thế giới cực lạc, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói bình an vậy, tại sao mình không về? Còn ta bà ngài nói khổ không nói hết. Phải khổ không? Nó quá nhiều cái khổ mà quý vị. Đó, quý vị thấy không? Cái cách dẫn dắt người ta tu tịnh độ, thấy chưa? Để cho mình nhìn ra ra cái cõi đời khổ đau ô trượt, rồi mình mới nói cái thế giới cực lạc thù thắng, trang nghiêm. Nó vậy thì mình muốn về cực lạc, muốn về cực lạc phải làm sao? Niệm Phật chứ sao? Một câu Phật hiệu này là đủ để về cực lạc rồi, muốn thêm gì? Một câu ai Phật không chịu giác cho nhẹ. Không nhẹ đâu á. Nhiều đời nhiều kiếp nó phải duyên thù thắng nó mới giác nổi câu ai với Đà Phật. Chứ gặp mà không có đủ duyên, đố mà chịu giác câu ai với Đà Phật. Thà giác Đại Tạng Kinh, không chịu giác câu ai với Đà Phật. Nên tổ sư nói một câu rất là hay: nếu nói học các pháp khác để thành tựu một đời thì môn học nào cũng phải học, còn nếu muốn thành tựu một đời thì một câu Phật hiệu cũng đủ rồi. Đúng không? Vì thấy những đức mà một câu Phật hiệu này niệm mà niệm giết những đức cái gì cũng giỏi. Thấy cái gì những đức làm nó cũng giỏi, vì ngộ ghê, không cần phải tính toán gì nhiều, nhào vô làm là làm được à. Nó những đức bỏ nấu ăn bao nhiêu năm tháng, nhào vô những đức nấu lại cũng nấu à. Đòi hỏi bạn dám nấu hay không, đúng không? Những đức mắc cười nói nè: tôi nấu ăn, thấy không? Những cái bàn mà ngồi ăn cơm ăn không hết. Là có chuyện với tôi. Cô chín mấy ngày nay, cái bàn ăn ngày nào cũng sạch nhất. Rau luộc, chuối gì không còn một miếng gì luôn. Sợ xanh mặt xanh mặt. Những ngôn, những gì ăn ngốn ngốn ngốn. Làm mắc cười thấy ghê. Thấy không? Nhưng mà mình nấu ăn phải ăn được chứ đừng có mà nấu dở mà bắt ta ăn hoài sao ta ăn được quý vị. Hiểu không? Nấu ta ăn được. Vì nhớ nha, nấu ăn cho chồng con ăn có gì nữa. Đừng có nấu nhiều, nhiều là dở, ít nó mới ngon. Trong cái cuộc đời này cho cái gì cũng phải cho vừa vừa thôi. Cái gì mà cho quá đáng là nó chê chán. Ăn cũng vậy mà cái thứ gì cũng vậy. Hiểu không? Tự mà suy nghĩ nghe. Đúng không? Dù là vợ chồng đi chăng nữa, mà có những lúc khó khăn không có được. Không có được. Nà, cái gì khó lắm không có được. Thì tức khắc nó mê, nó theo hoài. Nhưng mà dễ quá. Nó dễ quá. Nó giết rồi á, nó chê chán. Như ăn cũng vậy. Bớ ra nguyên một dĩa chà bá gì, mới đầu nó gấp mấy dĩa, mấy đũa thì ngon. Nó gấp một chút còn nhiều quá, cuối cùng nó đồ ăn này dở. Thì coi nhà hàng người ta bán, người ta có bao nhiêu đồ ăn đâu. Chút xíu à, bán mắt còn hơn gì. Mà mình ăn mình vừa nó công nhận cái nhà hàng này nghe. Công nhận nó ngon thiệt. Thì coi bị vô nhà hàng, một món đồ ăn nó dọn lên, nó cho vị người cục nó lớn. Rồi bị gấp vô chén, bị ăn có cục mà lớn lên món thứ hai. Nó là 7 món mà được có 7 cục này, quý vị nghĩ đi. Có những cái nó cũng đâu có được cục chắc chắn gì đâu. Thì coi một miếng thịt gì nó cắt mỏng, thiệt mỏng, nó quẹo quẹo tới quẹo luôn. Làm cái hình, cuối cùng có chút tí tí mình bỏ vô miệng chút xíu mình nhai, nó công nhận ngon thiệt. Tại sao vì trong chén còn thứ gì nữa đâu mà không ngon. Còn mình thì ở nhà mình làm cho một tô gì mà đem ra ăn đi anh. Mới vô ngon ngon ăn chút, sao món ngày nay tôi thấy nó không được ngon. Ngán quá à, ngon cái gì. Thấy không? Như tu cũng vậy. Tu nhiều quá nói ngon hả? Ngán thì sao ngon.
Nên chùa mình cái thời khóa mình bây giờ khắp nơi nơi người ta tu là vì sao? Vì tu vừa sức, thèm hoài. Nghe không? Giống như cái gương mặt mình đi, chồng nó hung hoài chứ nó không hung. Mình năn nỉ nó hung, nó cũng không muốn hung. Hung giết chết. Còn mỗi lần hung nó ra chỗ khác đi. Không. Nói bộ mặt chùa sao muốn hung hung. Thấy không? Vậy đó mà hung được cái mừng chết mù. Khó. Không? Còn trước mặt bao nhiêu người mà mình thấy tự nghĩ là vợ cái gì, trước mặt bao nhiêu người cũng nắm tay vuốt ve rồi nựng được, nó thôi ông đừng, vợ chồng là chỗ nào ra chỗ nấy, không phải là chỗ nào cũng gì kỳ cục quá. Làm gì chồng nó công nhận bà vợ mình không đơn giản, như mình mà nó còn gì thì đố mà nó cho thằng nào, đúng không? Nó càng trân quý mình hơn, tuy là khó nhưng mà nó lại thích. Đúng không? Cái gì cũng vậy chứ. Thì từ đỡ ăn cho đến tu hành với con người nó rang nè quý vị. Đúng không? Nên á, vì thấy bà Pháp xác thực chưa? Quá xác thực luôn. Nghe gì mà không hành gì được là thú. Hiểu không? Còn mình bây giờ người ta sống với mình một thời gian, có con cái bây giờ người ta không có ngó ngàng đến mình nữa thôi. Mình đi nài nỉ người ta làm chi vậy? Này nỉ chi cho nó mệt tim, nó đã chán rồi, có làm cách nào nó cũng chán. Nó đã chán rồi, nghe mà mình càng sơn môi sơn mặt, mình làm đủ cách, mình vì nó để mình làm, cuối cùng nó nhìn nó ẹ tim nữa, thôi khỏi đi, đủ rồi, kệ ông, tôi cứ làm đúng vai trò tôi, sạch sẽ gọn gẽ đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, đúng vai trò làm vợ được rồi. Nó tùy ông vậy đó, nghe mà thấy thích á. Còn mình đi làm cho cố, mình tưởng đâu mình bày cái này bày kia để cho người ta thương. Mình bày giết rồi như ông kẹ, tự làm khổ mình tìm đến cái gì đâu có gì. Bày giết thánh ông kẹ thiệt. Có cái bà đó, cái lỗ mũi của bà không được cao gì mấy. Thấy không? Chồng bà nói lỗ mũi em không được cao gì mấy, câu vậy thôi. Bà đi sửa lỗ mũi. Chàng ơi, bà sửa xong tháng sau lỗ mũi xanh lè. Xanh lè xanh lét trên đây nè quý vị. Chồng nó thôi, tôi cấp trước tao còn nhìn lỗ mũi mày được, bây giờ tao nhìn tao sợ quá, tao không dám đụng lỗ mũi mày luôn, lỗ mũi mày tao sợ quá. Nó thấy chưa quý vị, thôi vì giữ y nguyên đi, còn ai mà lỡ dính rồi thì thôi. Còn nếu như mà cái người mà nghe như thế mà hiểu, đừng có bao giờ đi cắt nghe. Gọi là cắt con mắt, cắt lỗ mũi, cắt cái miệng luôn, đừng có đi cắt. Cái gì mà động đến mà chết cứng là đừng làm. Quý vị mà là người cực kỳ khôn luôn. Một là về xăm mình đừng nên đi xăm. Hai là cắt mắt, cắt mũi, cắt miệng đừng nên cắt. Độn này độn kia đừng độn. Khổ mình. Nó khổ mình. Mình làm cho người ta thương mình mà cuối cùng người ta lại không thương mình. Vì giết rồi mình không còn thật nữa, người ta không có thương mình. Rồi bản thân mình bị tác hại là bản thân mình bị ung thư, bệnh này bệnh kia. Hoặc là nó tức nó giọng cái là gớt cái cục cây đó ra chết một. Thưa quý vị. Nên từ nơi đó mình đừng có đi tạo cái hình bên ngoài để cho người ta thương nghe. Cái này là tôi khuyên những người tu, còn ai muốn làm thì làm kệ quý vị. Tại vì mình đã nhìn ra được cái tác dụng phụ cực kỳ lớn. Đừng có bao giờ làm cái gì mà bỏ cái giả vô người mình. Đã là giả thì mình ăn năn mình sẽ chịu cái khổ. Khổ là bản thân mình chịu. Nó thì mới đầu tiên nó coi được. Nó nạp tá lả âm binh. Nhưng mà cuối cùng rồi nó biết ra giả. Bản thân mình cũng cuối cùng hiu ắt. Đơn coi mà thôi. Ghê thiệt. Giảng cái này quá ghê gớm ấy quý vị. Đó. Mình sao để y nguyên vậy sống. Khỏe re. Vì thấy những đứa có gì, cái gì giả không? Thật hết dân luôn. Miệng thật, mũi thật, mắt thật, ngực thật á. Có gì giả không?
Ý tôi nói cái mô hình tôi thôi, đâu có gì giả thật, mà cũng được người ta thương, chứ có ai mà chê trách gì đâu, đúng không? Quý vị cứ thật và sống cho tốt, sống cho vui đi là người ta thương mình. Quý vị sống vui, sống tốt, sống thật rồi, những chỗ nào nó cần bổ sung tự nó bổ sung. Vì cơ thể quý vị nó có cơ quan làm việc, nó biết cái chỗ đó cần bổ sung thì nó sẽ điều chỉnh, thằng vài thằng lính ở đó bổ sung. Thật sự mà nói, cái cơ thể chúng ta giống như là một cái cơ quan làm việc, hay là một đầu não của đất nước vậy. Cái nơi nào không ổn định thì ta sẽ phái người đến để điều chỉnh. Thì cơ thể chúng ta, nếu mà chúng ta thiện, từ cái đầu óc chúng ta tỉnh táo, vui vẻ, niệm Phật, an lạc, thì cơ thể chúng ta nó sẽ tự bổ sung những chỗ cần thiết phải bổ sung. Thấy chưa? Nó như hồi xưa mà một số cô lại đây, mấy bả nhìn thiếu thốn lắm. Nhưng mà bây giờ mới lại đây tu, mới có làm gì đâu, mà bây giờ nó bổ sung từ từ mấy bả được rồi đó. Tự niệm Phật mà được bổ sung, rồi lễ Phật nó bổ sung, hiểu không? Nó như bà Chuyển rồi, bà cũng lớn tuổi mà nhìn quá trẻ chung nè, thấy chưa? Thấy không? Bà cứ lo tu đi, tự nó bổ sung tốt cho mấy bà. Còn mấy nhỏ gái còn trẻ trẻ, lo niệm Phật hiếu với cha mẹ đi. Nó đẹp nết đó thì đẹp người. Đẹp nết đẹp người, nói câu gì trước nay đó. Cái nết đẹp thì cái người mới đẹp. Còn cái người đẹp người mà xấu nết thì cũng không được cái gì. Đẹp người mà xấu nết đó, là nó phá phước duyên, phước đức. Thì tướng xấu, ta nói lòng lành chuyển tướng thay tên. Có người mình có xấu, cái nào xấu mà mình lành, mình thiện đi, từ từ nó thay đổi tướng tá, từ từ nó thương mình, thích mình nè. Bây giờ mấy cô nghe xác thực chưa? Nó quá xác thực luôn mà. Mấy bà không có cần đi đâu mà làm cái gì, chứ mấy bà cứ lợi chùa niệm Phật, lễ Phật, rồi nghe nhà Đức giảng mỗi ngày, nó sẽ bổ sung cho mấy bà đầy đủ hết. Mấy bà mỗi ngày cười vui vẻ đi, nó bổ sung tất cả vitamin cho mấy bà luôn. Mấy bà thiếu thốn vitamin gì, nó sẽ bổ sung vitamin nấy cho mấy bà đó. Đừng có bao giờ nói lỡ bác sĩ nói rằng là cô phải ăn cái này kia, cô thiếu chắc này chắc nọ. Bác sĩ, tôi niệm Phật tôi vui là tất cả vitamin nó đều bổ sung hết chứ. Quý vị coi, có những người ta đâu phải thiếu tiền đâu, người ta giàu nhưng mà người ta buồn. Người ta sống trong biệt thự mà giống như bị cấm cung. Người ta đau khổ, dù có ăn đồ nhiều nhưng mà người ta có được bổ sung vitamin gì đâu. Nhìn cái mặt người ta là biết thiếu vitamin rồi. Vì có cái người thiếu năng lượng mà nhìn. Mình gặp họ mình nói, dạ chào chị, biết rồi, thiếu rồi. Thôi chị ơi, chị thiếu rồi. Thiếu gì, tôi thiếu cái gì? Chị thiếu niềm vui. Chị thiếu niềm vui nên chị thiếu luôn vitamin. Một nụ cười, một 10 tháng thuốc bổ bị vui vẻ nè, quý vị sẽ đầy đủ chất tốt ở trong cơ thể phát triển. Thấy không? Con người mà vui vẻ, họ có bệnh vì nhìn cũng không biết. Vì thấy những đức một tháng mấy nay nè, những đức cũng đang trả nợ nghiệp này, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nó cái cổ giảng pháp mà ho đến mức không tưởng tượng được. Hồi nãy trước khi những đức qua đây, những đức giảng pháp nghe, ở trên những đức ho chảy nước mắt, nó ho kinh khủng. Nó ho gì, nó ho lạ lắm, ho giống như ca cổ, ho gan ca cổ à. Ho gì đâu mà từ dưới bụng ho lên mà giống hệt ca cổ á. Vì xong ho xong thì nó hỏi đủ chưa. Tới giờ đi giảng pháp rồi đó nghe, đủ chưa? Nếu cần thiết thì làm luôn tăng nữa đi. Tại mình phải hợp đồng với nhau. Bây giờ tôi lúc rảnh thì cứ ho, nhưng mà lúc tôi giảng pháp thì phải để tôi giảng. Chúng ta là cùng sống trong một cái sự bình an. Bây giờ tôi mà không tồn tại, bạn có tồn tại không? Bây giờ mấy con dư khuẩn trong gần cổ như Đức hay là trong cơ thể như Đức nè, tao mà chết là mày cũng toi mạng. Mày muốn quậy phá hả? Cùng mà sống với nhau đi. Bây giờ tôi có dùng một loại thuốc gì để diệt cái vị không? Không.
gì thì chúng ta cùng sống đi, ở trong đó lội qua lội lợi chơi đi, để cho tôi đặc biệt thì tôi với mọi người cùng sống. Tôi là có cái thân, như tôi có cái nhà, quý vị đã vô nhà tôi chú ẩn mà quậy phá gì, phải tôi bỏ thuốc này thuốc kia vô để diệt quý vị thì bị chơi tôi. Còn cái này tôi không dùng loại thuốc gì hết, thấy không? Thì cái đó là chúng ta sống trong một cái thế giới đại đồng hòa thuận, thấy không? Nghe thấy nhà Đức lên giảng nãy giờ đâu có ho đâu quý vị, thấy chưa, rõ ràng chưa? Nó từ nơi đó mình đã trả nợ thì mình phải trả, vui trả vài bữa hết à, yên tâm. Tôi mà đi nấu ăn mai mốt tôi khỏe cho mà thấy, ai mà lợi chùa mà lãng quạo tôi nắm tay tôi liền. Tại vì sao? Nấu ăn xong đổ mồ hôi ráo khỏe, thường á ít đổ mồ hôi quá, mà quý vị thấy sắc diện như Đức cũng đã khỏe rồi đó nghe. Tại cái tâm á, tâm vui tướng khỏe, mặt mày nó khỏe, quý vị đâu có xanh xao vàng giọt như người ta đâu. Ở những Đức mà nói mặt mày mà xanh xao sao lên giảng cừ được, không lẽ xanh xao vàng giọt lên à, cừ vui á à, vui vui quá vui 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 gì không có biết năng lượng mà vui. Giảng mà người ta vui là do có năng lượng đó quý vị. Đó nên mấy cô đi tu cái khăn này tặng mấy cô phải đơn giản nha. Giờ ở đây ai chưa có khăn đưa tay coi, chưa có khăn luôn à, chưa có khăn luôn, thôi dịp khác tặng. Thật sự thích cái khăn này cho bị đeo nè. Bây giờ trước nhất sẽ đặt 5,000 cái khăn, thấy không? Từ đây cho đến 3 tuần sau nhất định sẽ có một từng ngày chủ nhật tặng khăn. Còn nếu mà về không kịp thì cái này không dám nói tới nghe, nhưng mà thường đặt là có đó, thời gian gì có. Nếu mà không kịp thì cái này là chịu thua, tại nó làm không kịp. Mình đặt sẽ đặt 5,000 cái khăn, thấy không? Không, cái khăn này mấy cô đeo đẹp nghe. Khăn này nè, cái khăn này đeo đẹp nè, đẹp hơn cái khăn sau này tặng các cụ, nó đỏ quá. Khăn này mát nè, đúng không? Sáng nữa khăn này đeo đẹp, thấy ai đeo cũng đẹp chứ nha. Mấy cô gì, mấy cô đeo cái khăn này nghe, mấy cô nhớ nha, mấy cô đeo cái khăn này là nhắc nhở mấy cô niệm Phật, nhắc nhở thầy tặng mình cái khăn này, đúng không? Nên bây giờ xã hội nó ưa cảm xúc ho hen, đi đâu quắn cái khăn. Mà cái mấy cô đeo cái khăn này nhìn mấy cô cũng quý phái nha, đẹp á, đẹp mà, đúng không? Thì thôi chắc là chủ nhật mình chuẩn bị 5,000 cái chắc được quá. Nhưng mà bây giờ anh ta không biết là trong 3 tuần chủ nhật không biết tuần nào. Nếu mình nói tuần cố định là coi chừng thiếu. Bây giờ nhiều bạn xuất hiện, lỡ tu không lỡ tu gì cũng xuất hiện. Hôm qua ngày 14 kéo lỡ ào ào, lỡ nói thầy á, thầy nghe đồn thầy cho gạo. Tôi nói tôi chưa có từng đồn cái gì luôn, tôi đâu có đồn cái gì đâu chè. Có Tết thì tôi làm nhiều việc lắm mà tôi chưa có đồn gì hết trơn á nghe. Thôi Nam Mô Di Đà Phật, không có đồn đâu. Tôi nói là tôi nói thiệt cái tôi đâu có đồn. Vô ăn cơm đi, đi về đi. Kéo lại quá trời đông, nói đồn. Gặp mà mình đưa 2-3 bao đồn cái kiểu đó chắc kéo lại một sớm, nghe không? Nguy hiểm. Thấy chưa? Cuộc sống bây giờ nguy hiểm quý vị ơi, nghe không? Hồi sáng có cái bà đó nói thầy con nằm chim bao thấy rõ ràng, con thấy chùa thầy ăn cướp nó vô, nó đòi cắt cổ với bà già. Như Đức đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cắt cổ với bà già chi vậy chàng? Bà già bà có gì đâu mà cắt cổ bà, không có một tên, thấy không? Nên từ nó đó, bà nằm chim bao. Nó trò con nằm chim bao xong con sợ, thiệt là sợ. Sáng tới giờ không ăn cơm được, bụng cũng thấy chứ.
Nói bà sợ chi cho nó mệt thêm. Nói, trong kinh Phật nói mà tất cả pháp hữu vi như mộng viễn bọt bóng. Những cái gì có hình tướng đều là hư hoại, chảy nước miếng cũng hư hoại. Chảy nước miếng. Tất cả pháp hữu vi như mộng viễn bọt bóng. Không cần lấy khăn luôn lắm. Không mà mình là thầy Tiếu thì quý vị. Thầy Tiếu thế kia. Hôm qua mình chiên sườn xong nguyên cả ngày đâu có thay đồ được đâu. Làm tới giờ đó mà sao đi thay đồ, thời gian đâu đi thay đồ đây. Chiên sườn thì bị biết khói nè, dầu nè, cái dầu nó hôi lắm. Dầu nó không đơn giản đâu. Nói đậu nành chứ chưa chắc. Khóa học nhiều lắm. Nên từ nơi đó nghe chiên xong dầu bay vô người, khói, mồ hôi, ba cái kết hợp lại khét. Phật tử ngày nào cũng đến. Bây giờ ngày nào đòn đòn cũng đến tìm. Đi vòng vòng ba bốn điểm chùa, đi gáo 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 đi tìm kiếm những đức. Cuối cùng mình đội cái nón bịt khẩu trang lại, họ vẫn nhìn ra được cái tướng mình. Họ nói hình như ông thầy kia. Mình đi ngang họ, mình làm bộ mình đội cái nón bịt khẩu trang lại. Nó hình như ông thầy, nó không phải nó đâu. Vừa nghe tiếng nó, ông thầy chắc ăn ông thầy. Rồi cuối cùng kêu lại ngồi xuống tiếp. Họ quý quá, những đức nói bữa nay tu khét luôn, nó quý gì. Vậy mà đứng cái bên hung cái dây, trời trời. Đúng là thương người thì nó thương cái gì nó cũng thương quý vị ơi. Kinh khủng gì mà nó hôi gình, nó khét nghẹt. Tại vì chiên 5-6 tiếng đồng hồ nó hôi quá chàng luôn quý vị nghĩ đi. Đó. Nhưng mà rõ ràng ta quý quá quý vị. Ta nghe mình giảng người ta cởi mở tâm tư, nhiều cái là được thay đổi cuộc đời. Tự nhiên ta quý trọng quý vị ơi. Nhưng mà nói bây giờ mình nấu ăn á thôi, đi nghe pháp tu là được rồi. Nó khó làm việc. Đang nấu ăn mà người này người kia lỡ nói chuyện nấu quá được. Mình ta làm cái gì thì ra cái nấy đi. Thấy không? Chứ bây giờ đang nấu ăn mà tiếp người này người kia nói chuyện nấu quá được. Những đức thích làm gì ra cái nấy à. Đó, nên mình đã làm thì làm cho nó coi được. Thì quý vị biết rằng bây giờ đông lắm. Không ngờ quý vị ơi, những cái bài giảng của mình bây giờ trên mạng nó, người ta biết đông lắm vì cái sức chia sẻ quá nhiều quý vị. Thấy không? Đơn giản thấy không? Mà nhiều người lắm quý vị ơi, người ta nói người ta tu mười mấy hai chục năm mà mắc phương hướng. Mà cuối cùng nghe mình lại có phương hướng. Nhiều người ta đều nói vậy, ta nói có phương hướng, nghe thầy là có phương hướng. Đó, nên mà mỗi ngày như đức bận, nhưng mà như đức vẫn giảng hai bài giảng. Đó, quý vị thấy không? Nên mình sống, mình cứ niệm Phật là người ta thương. Cái người niệm Phật được người ta thương quý vị ơi. Quý vị mà niệm Phật giết chồng cũng thương nhiều. Còn nó không thương thì nó bỏ. Sao bây giờ? Thấy không? Thương nhiều rồi nó không thương thì bỏ thôi. Thấy không? Bây giờ mình có ai với đạo Phật rồi. Ai thương thì mình nhờ, ai không thương thì mình chịu. Quý vị, có gì đâu. Có ai với đạo Phật mà. Ta đã có ai với đạo Phật rồi thì chắc không lo nghĩ gì nữa chứ. Nương vào ai với đạo Phật á, vô hình vô tướng, nhưng mà lại yên tâm. Có khi nương vào cái hình cái tướng mà lại bị bất an trong cuộc đời. Phải quý vị? Nên cái lời nói này, những người nào mà nghe được nhớ nè. Dù bây giờ sanh con nuôi con đó, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ đặt vấn đề trông mong con nuôi mình. Có chừng hụt hẳn. Mới đây có một bà già 86 tuổi, nhìn cũng đẹp dễ thương, lỗ tai dài thòn, đạo Thiên Chúa. Có 5 thằng con trai, 1 đứa con gái. Bà ở nhà đi bán giấy số, mới đẩy vô chùa, chạy xe một cái dù, xe đen thui thù lùi, cái xe gì, kiến đen thui, chạy vô chùa, tưởng nó xã hội đen, chạy vô tới chùa, xong mở cửa xe ra, đẩy bà xuống, đóng cửa xe chạy cái dù đi về, bịt khẩu trang mang kiến đen, những đứa kêu, ê mày! Sao bỏ bà già đây mày? Tao bỏ rồi sao?
chạy cái dù đi luôn. Ghê thiệt luôn. Xanh sao. Nói, ờ mày bỏ tao nuôi. Thấy không? Mà phải thấy duyên đặc biệt nha quý vị. Chứ nếu như mà vô mà không chịu niệm Phật hết chứ, mà này kia lạng quạng là đưa bên chính quyền tự điều tra cái sắp xếp. Thấy không? Thấy bà già cũng 86 tuổi, thấy cũng tội nghiệp. Vô thăm bà, bà nói câu: thầy ơi, thầy cho con ở chùa đi thầy ơi, thầy nuôi già đi thầy ơi, con của con nó không có thương con đâu, con về nhà con khổ dữ lắm, con phải đi bán giấy sổ thầy ơi. Thầy nghe vậy sao chịu nổi vậy? Vì bà cầu xin mình phải được ở mà mình cho bà ở chứ, thấy không? Nên những đức nói những ăn thôi, đưa bà ra công an làm giấy tờ đàng hoàng, quay một đoạn phim cho bà nói chuyện vài câu. Nuôi vậy đó mà mai mốt lỡ bà chết bất tử, nó lỡ nó hỏi thì sao? Ông nuôi mẹ tôi chết, khó nói chuyện lắm quý vị ơi. Nuôi con người nó không có đơn giản nha quý vị, thấy không? Còn bên đây con ông già bệnh viện biết mà lủng cái đít, ngay cái bàn đít lủng lỗ, đi sượt sượt sượt, chạy xe xì bo chở lợn ghê. Đội nó bảo hiểm bự cho bá, tưởng đâu dân ăn chơi gì chạy đến chùa tu. Mấy chú nói chạy xì bo sẹt sẹt nó này nè, hạn nghe thấy ghê. Cuối cùng ngừng xe xì bo đỡ ông xuống, lấy nó bảo hiểm đi để cho ông ngồi đó, rồi nó chạy cái dù mất tiêu. Trong khi ông ngơ không biết gì. Ghê chứ quý vị. Rồi quý vị có thấy bắt bà già chưa? Bắt bà già, nuôi bà già thời gian lâu, bà già yếu, nó lỡ nó xin đem gì để chi chấp điếu. Gặp nói vậy nè: con ngoài con đi chấp điếu nhiều lắm, thì mẹ con mai mốt mắc để đem về làm đám để người ta trả lại, nên quý thầy lôi lại làm chi để mà cực khổ lo làm chi, lúc nuôi được rồi chứ bả gần chết để con đem về. Con thấy bà chứ không bao lâu nữa đâu để con đem gì. Nó thôi, bà thích ở đây cho bà đây đi. Nhà chùa lo rồi, để nhà chùa lo cho bà tội nghiệp bà. Xong nó bỏ nó đi. Vài bữa sau, bà già ra ngồi ăn cháo. Cái cô kia phía sau giặt đồ. Nó chạy xe đến, mở cửa xe sẵn. Ẵm bà già chạy đi. Cái cô kia chạy theo: trời ơi, nó bắt bà già, để bà già lại, bắt bà già. Mấy thầy chạy ra đóng cửa xe, chạy cái dù mất tiêu, bắt cóc bà già. Kinh khủng thiệt chứ. Trong cuộc đời sao cái thứ gì nó cũng có, nó kỳ cục thế ghê vị ơi. Buổi sáng thì Đức nói một câu: đem bà già vô chùa bỏ, sao nó không đem bỏ con gái? Thấy không? Như gái sồm sồm này đem vô, chói lỡ đem vô đưa cho mình đi, đặng nuôi phụ mấy bà già với mình cũng được. Coi nhỏ nào được được được. Vừa trẻ trẻ, sao nó không đem vô? Thấy không? Thấy chưa? Đem tàn là hết xíu quách vô không một. Chuyện trong chùa cái gì cũng có, mà gì như Đức giảng pháp giảng hoài cũng có chuyện giảng nữa. Mới bị nghe bị thu hút nghe. Ngộ vậy đó. Ừ. Không, nhưng mà cái mặt tâm linh nó không đơn giản nè. Mấy đứa con nghe phải nhớ nha. Mặt tâm linh không đơn giản, đây là chính mắt nhìn Đức thấy. Ngày xưa trên Đà Lạt có một cái bà này tên bà Diệu Nhan. Thấy không? Bà ngày xưa lặt ra muốn bán. Mà có tiền có 50 triệu, đứa con nó mượn tiền. Xong rồi đứa con nó nói là mỗi tháng nó đưa tiền lời cho bà xài. Bà đưa cho nó 50 triệu. Nó đưa được mấy tháng, từ đó sao nghỉ đưa luôn. Xong bà nghe pháp của thầy trên giảng, bà buồn quá, bà đi lên đây bà tu. Khi mà bà mắc xong, vậy Đức cho mấy chú điện thoại cho con nó vô.
thì bà có tâm nguyện được nhà chùa lo, nhà nước lo hết. Hồi xưa nhà nước trên đó nhà nước cũng làm việc này, thầy đi giảng. Thì quý vị biết rằng là khi mà hộ niệm mới có 7 tiếng thôi là nó đến. Nó đến là từ ngoài cổng chùa nó lết, lết vô. Xong mấy chú chạy vô nói, chú. Hồi xưa nhà nước chú Hiền ơi, làm gì mà mười mấy đứa nó lết quá trời lết. Nó chắc mấy đứa nó mộ đạo hay sao. Nó vô chùa nó không có đi mà nó lết. Thôi kệ nó đi. Nó lết vô tới phòng hộ niệm. Xong nó khóc, nó la sụp, nó khóc lên. Nó phải đưa mẹ nó gì. Nó thôi, bà có tâm nguyện ở trong chùa, thôi để bà ở trong chùa đi, lo cho bà đi. Bà không có muốn gì đâu, đưa bà về không có đơn giản. Nó không, thầy không có hiểu được mấy đứa con đâu. Con cháu bây giờ ở nhà đang chờ để đưa cái xác mẹ về dữ lúc. Mình biết rồi, mình nghe bác kể mình hiểu hết trơn rồi. Thấy không? Nó. Nghe không? Nghe cái xác đem gì kia chưa? Thì Đức nói, à được, đem về chứ hay sao? Thấy không? Xong thì Đức vô thì Đức nói, cụ dịu nhăn rồi. Bây giờ á, những đức là lo cho bà đó được á, nhưng bà nhớ con bà nó đem gì vô quan nghiệp của bà, nghe chưa? Nhưng mà giờ nếu mà bà mà chưa đi nghe, nó vô bà nó làm một cái gì cho mấy thằng này nó xanh mặt xanh mày chơi. Rồi những đức bước ra nói mời các anh chị vô. Vô xong nó gặp bà quỳ xuống, mẹ nó làm cái gì? Ừ, mày khóc đi. Đúng rồi, nước mắt. Nước mắt gắn hổ. Ác quá, đúng không? Đưa cái mặt lên nhìn bà, trong khi bà chết trong chùa cũng được. Đưa mặt lên nhìn bà. Gì mà nhìn bà xong tao tao thấy ghê chẹt. Bà mở mắt cháu cháu rồi bà nhìn nó. Mà trong khi bà đang nhắm mắt bà chết rồi 7 tiếng. Vì nó lỡ, nó khóc lóc trước mặt bà giả tạo. Trong khi cái miệng bình thường bà khép nó luôn. Như hô những đức thì không nói chi, thì nó hả miệng ra thì hô. Còn cái này bà mớm, mớm thì nghe không? Làm gì có chuyện hả miệng. Vì nó nghe mà mở mắt ra cái miệng nhìn. Lui lại. Sợ xanh mặt xanh ngoài. Chạy ra. Nên Đức nói vô đem bắt về. Vô đem bắt về liền. Thầy ơi thầy. Thầy ơi thầy. Cứu chúng con đi thầy ơi. Cứu gì cứu thì ngu đưa mẹ gì. Cho kêu xe lại. Người không? Cuối cùng đâu có dám năn nỉ. Xin nhà chùa lo cho. Nhà Đức vô, nhà Đức nói một câu, nói bà dịu nhăn là vậy được rồi. Làm vậy nó sợ rồi, nó không có dám nữa, giờ nó ở lên nó niệm Phật, đưa tiễn bà đi. Thôi, được rồi, nhắm mắt, khép miệng ra đi. Nói, bước ra, bước vô nhìn bà lại. Kinh. Giảng ốc mình luôn. Cái này mà nói thiệt chứ nhà khoa học cũng không thể nào mà nói mà kiểm định được, đúng không quý vị? Cái này về mặt tâm linh. Nên trong nhà Phật người ta đã kiểm định rồi. Người ta đã trong định, người ta nhìn rõ ràng rồi. Ta nhìn rõ ràng là con người khi chết đi là giá chót phải 8 tiếng đồng hồ linh thức mới đi. Mà cái thức thứ 8 là ai lại gia thức, là cái thức chậm nhất, đi trễ nhất. Nên người khi gần chết mình đụng vô mình quặt quà người ta, mình gịch đau đớn. Cũng như con rùa bị lột mai, mà khi vừa mới chết cả ngồi gần còn không dám ngồi gần, đồ người ta không dám đụng. Khi cái người mới chết đồ họ mình không dám đụng vô để lấy đem cho người này người kia, không dám, phải qua tầng mới dám, không dám đụng. Đừng nói chi mà cái chuyện mà dám đụng vô tay chân. Linh thức chưa đi, khi linh thức chưa đi tí là bà hết thọ mạng, bà chết rồi. Nhưng linh thức chưa đi nên lợi xạo sự, bà mở con mắt to, bà há cái miệng ra.
Mà cái kiểu đó mà đem về một cái rồi quý vị sẽ thấy nó thành quan hồn báo quát, không có giỡn đâu. Giống như có cái cô này, bà nuôi người già yếu mà bà hung dữ lắm. Bà đối xử với mấy bà già bà nghiêm khắc, bà dữ quá. Cuối cùng mấy bà già bà mang cái tâm oán hận bà mà bà sống. Thì mỗi một bà già mà chết đi bà không siêu. Ghê chưa? Cái này ghê nè. Nên những người mà chăm người già cẩn thận nghe. Chết đi không siêu. Rồi mỗi một bà chết rồi linh hồn mới đi theo cái này, theo cái này, theo cái này. Bà này còn phước không sao, phước từ giảm đi hết phước, tự nhiên khung quá trợn, hung dữ bạo ngược lên. Tự nhiên một ngày đó những đức bước đến, bà này tự nhiên mới nói nè: Thái, con là Thái. Nó, bà là ai sao kỳ vậy? Con nè. Con là ai? Con là Mén nè. Mà bà kia đâu phải tên Mén. Ghê chưa? Khi phước nó giảm, nhập thẳng vô luôn, nói ra cái bà già mà đã từng ở trong chùa chết chưa siêu. Ghê chưa? Khi nuôi con người là phải nuôi cả bằng cái tấm lòng của mình đến với người ta. Mình sắp xếp người ta cái gì nó cũng phải là cả tấm lòng mình sắp xếp người ta, để mong người ta được lợi ích. Thì mình cái phước duyên mình, cái đức mình lớn quá, người ta không có đụng được mình, mà người ta cũng hiểu nữa. Còn mình nếu mà mình mà đối xử với người ta quá khó khăn, quá dữ dằn với người ta là nguy hiểm lắm. Nói đây mà những người trong chùa nuôi người già nghe đi nghe không? Hãy cẩn thận đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Nó đừng có nói cái chuyện mà nói cái đức nuôi người mà mình gây cái quán thù, không có dễ đâu quý vị. Nó đeo đẳng theo hoài. Nên những cái bà mà mang nghiệp phá thai này, bữa nay ngày 15 tháng Giêng nè, bữa nay gầm lớn nè. Cái gầm này là cái gầm mà gọi là chúng sanh trong địa ngục mà tội nhẹ nhẹ là thả bổng cho đi đầu thai. Thấy không? Nó thượng quân, trung quân, hạ quân, thì ba cái gầm lớn của một năm. Là những cái gầm lớn đó là vì chúng sanh giống như ở cái cõi này mà người ta ở tù, mà những cái ngày lễ lớn là nhẹ nhẹ tha cho người ta, thấy không? Tội nhẹ với vô trong cải tạo mà đàng hoàng thì tha. Cái dược âm phủ cũng vậy, mấy người nhẹ nhẹ được thả. Nên tại sao người ta thường đi cái gầm lớn? Nếu mà đi cái gầm lớn mà nghe pháp niệm Phật mà tu gì thì nó lợi ích rất là lớn cho người thân của một dòng họ của mình. Đúng không? Đó. Nên á, mấy cô mà mang nghiệp phá thai này nè, mà mấy cái ông chồng cũng không có dễ sống đâu. Đừng có nói mấy bà phá thai, mấy bà chịu, tôi không chịu. Không có mấy bà sao mấy, không có mấy ông sao mấy bà phá. Tội lỗi của mấy ông là chia 5 năm. Mấy bà 50, mấy ông 50. Đúng không? Nên á, cùng vui thì cùng chịu khổ bạn ơi. Thấy chưa? Nó ở đây nhiều lắm nè. Nó nhiều phá thai lắm. Có cái cô này là gặp những đức, cô xinh đẹp, cao ráo, mặt đẹp lắm. Đến nói chuyện mấy câu gì đức nói: cô phá thai nhiều lần. Kinh ngạc, giật mình. Chàng ơi, sao thầy biết con phá thai nhiều lần? Tôi thấy thầy như đi theo bà. Đánh mạnh vào cái tâm tư bà luôn. Giật mình. Bà nói đi, bà phá thai mấy lần? Dạ 8 lần. Thật sự thì mình không có thấy con nào. Mà tại sao mà mình nói, mình dám mạnh dạn nói bà phá thai nhiều lần? Dáng dốc đẹp, mặt mày sáng sủa, bận đồ khiêu gợi, nhìn mặt bà là thế nào cũng phá thai nhiều lần. Đánh vô tâm lý đó, thật sự phá thai nhiều lần. Nên có khi đẹp mà lại khổ vì cái đó đó. Đó, thấy không? Nó phá thai 8 lần. Nó bị, những đứa nói bây giờ nó bu xung quanh bờ hết. Ơ khách nào không thầy, khách nào giúp con không? Khó giúp lắm. Khó chẳng ai có giúp được. Thầy ơi thầy, nó mâu với bác này giúp giùm với thầy. Cái tội này chỉ có đi xuống dưới địa ngục. Xanh mặt xanh mày, sợ quá trời sợ. Sắp sửa xuống. Trời ơi sắp sửa xuống. Tám đứa bà quá, bây giờ còn sống bao lâu nữa?
Nhìn bà khỏe gì chứ bà sắp chết rồi đó. Xanh mặt xanh mày chứ. Thấy không? Nhưng Đức nói điều thứ nhất, mà mới có nhiêu tuổi mà phá thai 8 lần biết không? 38 tuổi phá thai 8 lần, sanh thêm 3 đứa nữa, 8 lần phá thai, 3 đứa con là 3 anh chồng. Đẹp, quá trời đẹp. Nhưng mà lại khổ. Thấy chưa, thấy chưa? Nó xong theo nài nỉ hỏi cách nào để hóa giải. Nó không có cách nào. Trước nhất phải đánh vô cái tâm lý chỗ đó để cho người ta phải chăn quý vị. Kêu niệm Phật đi thì thấy bình thường quá đúng không? Bà phải tự mà suy nghĩ lại cái tội lỗi của bà tạo. Tối đêm nay nó gì nó tìm bà. Thì mình nói một câu như vậy, nhưng mà thai nhi thì nó ủng hộ mình là vì mình xử bà này, mình la bà này. Thai nhi nó mừng. Thì tối nay nó rủ đàn em đến cái sao? Mình nói ra mình hiểu liền. Bà sợ sẵn tâm lý bà yếu. Thì tối nay chắc chắn là nó đến, chắc chắn luôn. Sáng mai xanh lè xanh lét đến gặp Nhân Đức. Bà nói rõ ràng, thầy nói đúng rồi, tối nó kéo là một dây luôn. Con nít đầy hết, đứa cắn tay cắn chân, vấu cổ bóp họng con. Ghê chưa? Đó. Sợ xanh mặt xanh mày. Những đứa nó bây giờ có một cái cách mà bà siêu độ cho nó. Từ hôm nay bận đồ cho kín đáo vô là điều thứ nhất. Từ hôm nay không có dám lãng quạng với đàn ông là điều thứ hai. Rồi bà phải ăn chay trường, điều thứ ba. Niệm Phật, làm được không? Nó dạ làm hết. Không? Bà nghĩ bây giờ bà chuẩn bị đọa địa ngục rồi đó, bà không cố gắng nữa thôi á, nghe không? Tới bây giờ luôn, ăn chay trường luôn, niệm Phật, nghe pháp mỗi ngày. Tất cả áo dây quần đùi cho hết, không dám bận luôn. Quý vị sao dám bận? Bây giờ quý vị đi tu, quý vị dám bận áo dây quần đùi không? Bà đâu dám bận, ghen cùng mình. Mấy bà bây giờ coi được được mà đẹp đẹp chứ, mấy bà bận đồ khiêu gợi quá. Mấy bà đi ra đường một phát thôi, bà tạo nghiệp trước. Nó nhìn mấy bà nó chách lưỡi cái thôi là có tội nghiệp, đọa địa ngục, chồng vô tâm cho người ta. Bận đồ cho kín đáo, đàng hoàng, đúng không? Nó, chứ mình bận đồ mà hở hang nó đi theo mình cả đám. Đám gì? Cô hồn. Đơn giản. Cô hồn nó theo ào ào cho nó theo mấy bà đó, đúng không? Nói mà cô hồn sống cô hồn chết đi cũng theo. Mấy bà có nghe cái câu chuyện mà nhà ngoại cảm chưa? Cái linh hồn nam này ngay cái nhà vệ sinh, ở ngay chỗ đó không đi. Nhà ngoại cảm đến tại sao ngay cái nhà vệ sinh mà không chịu đi mà lại ở ngay chỗ này? Nó tại ngay cái nhà vệ sinh này có con nhỏ con gái, ngày nào cũng lại đi tắm, rất đẹp nên ở đây nhìn chơi. Nó cô hồn còn nhìn gái đẹp. Kinh khủng thì chứ. Thấy chưa? Nó, bởi vì Nhân Đức nói mấy bà bận áo dây hở hang là mấy bà đi ra đường là cô hồn ngoài đường nó đi theo ào ào. Phước mấy bà kia hết là nó dập mấy bà te tua. Có cô này chuyên gia ngủ là bận đồ mỏng manh như không bận. Một thời gian sau điếm nào cũng bị đè, đè với xanh lè xanh lét luôn. Gia đình dẫn đến mặt bơ khờ chứ. Có những người nghe vị điếm nào cũng gặp ác mộng nghe. Đó. Xong nghe đến xanh lè xanh lét như Đức hỏi, chắc chắn cô thường gặp ác mộng. Mình không biết cái gì đâu, nhưng mà mình nhìn người mình đoán ra. Gặp nhiều người quá kinh nghiệm chứ không biết gì hết. Cô thường gặp ác mộng. Trời sao thầy biết thầy? Tôi biết mới ghê á chứ. Xong nó nói giờ cách nào giúp con thầy? Nhân Đức thấy chưa? Không có những người phải độ cách khác quý vị ơi. Lạ lắm. Thấy chưa? Hỏi ra cái gì không? Bằng đêm ngủ, bằng đồ mỏng manh. Cô hồn đi theo. Bằng đêm nó đè té tua bả xanh lè xanh lét. Hút hết dương khí. Chết mồ luôn.
Nên mình là người nghe đạo biết tu, cả ngủ bản đồ cũng cho đàng hoàng, gọn ghẽ. Còn lúc nào vợ chồng cái chuyện đó kể vị, xong rồi bản đồ cho đàng hoàng đi ngủ, nghe không? Ghê lắm. Nên thì Đức nói trong chùa tuyệt đối chỗ nào mà đã là ngủ là phải ngủ đàng hoàng, không được đi chỗ khác nằm ngủ. Vì đi chỗ khác nằm ngủ sẽ bị có một cái loại quỷ. Cái vì khi nằm ngủ cái chỗ lạ, chỗ này chỗ kia ngoài đường phố, hoặc là nằm ở cái gốc cây ngủ, thì nó đến gần quý vị. Khi bị thở ra gì nè, thở ngủ phải thở, thì nó đưa cái miệng gần cái miệng vị, nó hút hơi, hút dương khí, nó dùng cái dương khí đó để mà nó nuôi dưỡng cái linh thức của nó mạnh lên. Ghê không? Giết sanh sao vàng vọt. Có một cái thằng nhỏ nhỏ trẻ trẻ, mẹ nó dẫn vô chùa. Thằng nhỏ này chuyên gia đi ngoài đường là hát nghiêu ngao, đêm hôm tối hù hát nghiêu ngao. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Hát giết rồi kéo về nhà con ma nữ, kéo về nhà con ma nữ. Cuối cùng con ma nữ nó nhập vô, hỏi vì sao nhập thằng này. Nói rằng thằng này đi ra đường lúc nào cũng hát em ơi nếu mộng không thành thì sao. Vô trong công viên cũng ngồi hát nghiêu ngao luôn. Ngay cái lúc hợp nhau đi theo thằng này, nhập vô này, gần gũi thằng này, thằng này bị bệnh mắt đường dưới. Tối lại là cứ giống như có người nhập vô. Nên đi ra đường đừng có hát nghiêu ngao, niệm Phật vẫn là hay. Đừng có hát nghiêu ngao, được chưa? Hoặc là đi vô cái trong cái thờ linh nè, nghe nè, mở mắt ra không? Đi vô trong bàn linh thờ đừng có chỉ tầm bậy, đừng có nhìn em bé cái hình, nói em bé còn nhỏ mà đẹp mà chết uổng đi ghê, đừng có nói gì. Hoặc nhìn con gái công nhận em gái đẹp quá trời mà chết uổng đi ghê người ta, đừng có nhìn con trai anh đẹp quá mà chết uổng dữ vậy anh, coi chừng đi theo mình luôn á. Mình nói cái đó đi theo mình luôn á, chứ bị biết á. À, chúng ta đi vô cái niệm ai với đà Phật, ai với đà Phật, chúng ta đừng có nói cái gì dòng do tam quắc. Mình nói là nó cùng tần số nó theo mình luôn á, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu, hiểu không? Đó, nên tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển là như vậy. Nên đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, niệm Phật là hay nhất. Đừng có ca hát tầm bậy nghiêu ngao. Nên mấy cái người mà hát nghiêu ngao em ơi nếu mộng không thành thì sao, có ngày em sẽ đến với anh cho anh biết, hiểu không? Ở đây có ai hát không? Niệm Phật hát phải không? Hát chi đó. Nên quý vị thấy một buổi giảng của mình nó bao nhiêu câu chuyện chưa quý vị? Nó bao nhiêu câu chuyện này nhân sinh dính phải đó, nhân sinh dính phải đó quý vị. Mà cái cách giải tỏa và chuyển hóa của nó bằng cách nào? Niệm Phật, ăn chay, tu nhân tích đức, niệm Phật lễ Phật, quay đầu hiếu ý cha mẹ, phước báo nó tăng lên, phước báo nó tăng lên từ từ, rồi tự nhiên nó hoàn toàn nó điều chỉnh cái nghiệp duyên liền. Con người mà phước báo nó giảm, nghiệp duyên nó điều chỉnh mình. Nhưng khi con người mình mà phước báo nó dậy là nó điều chỉnh nghiệp duyên, nó điều chỉnh nghiệp duyên liền, thấy không? Nên tu hành muốn chuyển được người thân là đem cái tâm cắm vào Phật, đừng có đem tâm cắm vào người thân. Cắm vào người thân có chuyển người thân đâu. Quý vị là người niệm Phật mà đi để cho cái người ngu si dẫn mình đi mà chuyển người ta không có cửa đó đâu. Mình phải cắm vào Phật để sanh trí tuệ thì mình mới chuyển được người ta. Đó. Ngày nay mà gọi là gầm tháng giêng này mà giảng pháp ở chùa mình cũng biết thực gì, người ta đến cho mà thấy. Người sống đến cũng đông mà người mắc đến cũng đông. Ngày mai bên hộ pháp càng đông. Đông dữ lắm, hộ pháp là đông nhất. Hộ pháp là đông dữ lắm á. Cái bà kia mà bà có người nhập vô, bà nói chùa hộ pháp đây, hương linh đây, đá bằng hương linh tu vô chùa mới được. Nói là trước cổng chùa có hai vị bự lắm, đen thui đứng, ai mà lạng quạng mà không tu vô đó không được. Nói rõ ràng mà, chuyện nói chuyện giỡn. Quý vị biết có một lần mà nói là cúng như chiến sĩ chặn vong thiệt là đông. Cái bà đó nói Mà đường đầy. Từ đó thì sao? Những Đức mỗi nửa tháng cúng lần ngoài đường, hỏi sao vô không được.
Hỏi sao vô không được, mấy người đó dữ quá, ổng không cho vô. Đó. Kêu thầy sùm, kêu thầy ra cho họ vô, nói với ổng tiếng cho vô. Nhưng Đức nói tôi cũng không dám nói luôn. Vô quậy nói gì, thôi nửa tháng cũng lần cho nó ăn đại đi. Tại ổng là cao thủ thì ổng nhìn ai, được thì cho vô, không được thì thôi, kệ ổng. Chuyện này trách nhiệm của ổng, mình dính vô bậy bạ, ổng nói trách nhiệm của mình sao. Tôi cũng không dám luôn, hồi ớn quá. Ngôi chùa đó nó là hộ pháp thì biết rồi, không quý vị không? Nên là Phật tử đi vô chùa tu phải nghiêm túc. Dù là vợ chồng hay bồ bịch vô chùa tu phải nghiêm túc. Vô đó tu là nam ra nam, nữ ra nữ. Vô đó mà còn lãng quạn đi khiêu móc là chết mù luôn, hiểu không? Có ngày ông thằng đen thui tù lùi, ông dở lên. Ông nắm ông dở lên mà hỏng mặt đất mà. Chết mù có đó, không em có đâu. Nè, bật mí với vị nghe một cái chuyện này nè. Chùa hộ pháp nè, có cái linh nè. Linh thì nhiều lắm, nói cái này cho vị nghe nè. Cái ông này đi vô chùa, hai vợ chồng đi chung, sắp cho ông đi xuống chánh điện ngủ, vợ nằm ở trên. Nửa đêm ông bò lên, ông nằm kế vợ ông, thấy không? Nắm tay vợ, thấy không? Không biết nhiều quý vị, nhưng mà thị hiện cái cho vị thấy. Nửa đêm không biết làm sao, hai cái chân đưa lên chợ, cái đầu chút xuống đất, cái miệng làm gì tự nhiên biết sao kỳ cục, giống như giả với miệng, ghê chưa? Cuối cùng mấy chú đều hết hồn, xanh mặt xanh mày chứ, ai lỡ cũng không có nói được. Cuối cùng chạy qua phòng Nhân Đức đang ngủ, gõ cửa một cái Nhân Đức. Bằng đêm Nhân Đức ít ngủ lắm, bằng đêm ít, đêm ngủ hai tiếng mấy là được rồi, thấy không? Ngủ ít dữ lắm thì thường ngồi trong phòng niệm Phật, thấy không? Thì biết rồi, thôi ngồi nói vậy thôi, bây giờ mình thì không nói nhiều, mình không nói mình đi không? Thôi giờ gõ cửa cái mình biết rồi. Giờ này gõ cửa là biết có chuyện xảy ra, phải không? Bước ra hỏi có gì không? Có chuyện gì xảy ra? Ở trên đó có người gì lên gặp, hai cái chân đưa lên toàn té, cái đầu đưa xuống đất, cái miệng đá bạc. Kinh khủng chưa? Nhân Đức lên, Nhân Đức nói thôi, người ta không biết, dạy nó nhiêu được rồi, để mai mốt nói cho Phật tử nghe, để nhiều người cảnh giác đi đến chùa cho đàng hoàng. Vừa nói một phát té cái rầm xuống, Nhân Đức đi về ngủ luôn. Chuyện mình làm xong rồi, nói chi vòng vo, biết rồi, hỏi gì nữa, hiểu không? Sáng hai vợ chồng lên đến sám hối, thầy đã sắp rồi đi xuống chánh điện ngủ mà chồng con nửa đêm bò lên. Ông nói ông gần vợ ngủ quen rồi, bây giờ vợ ngủ ở trên đó với con, ông xuống đó ông buồn ngủ không được, bò lên, cuối cùng treo toàn ten. Cẩn thận nha quý vị, đi chưa? Cái này là nói nhỏ thôi nghe, đừng có được đồ bông sùng nữa, nghe chưa? Có chuyện giỡn đâu. Ừ, đồ bông sùng nữa nghe. Có ai nghe không? Có ai nghe không? Ai nghe? Sao đông dữ, nghe hết trơn à? Hiểu không? Nên cái mặt tâm linh là phải tin, mặt tâm linh là phải tin, đúng không? Xin thưa quý vị, nếu nói về cảm ứng, những đứa tu trong chùa quá nhiều, nhiều đến mức không tưởng tượng được, nhiều lắm. Mà chỉ bật mí bị nghe một hai cái chuyện bé bỏng thôi, còn những cái chuyện lớn kinh khủng nữa không dám nói, không dám nói quý vị ơi. Nó bị biết chùa mình thì niệm Phật suốt, bận đi 12 giờ phi Đức ưa đi vòng vòng chùa, những Đức ít ngủ, ưa đi vòng vòng chùa chơi niệm Phật chứ. Cảm giác niệm Phật, chắc chùa mình niệm Phật vậy ngày xưa mà. Và Thượng Án Hiền nói, người dưới đất niệm Phật, người trên trời niệm Phật, người giữa trời niệm Phật, người ở âm phủ niệm Phật. Nghỉ 12 giờ khuya là giờ linh,
âm dương linh, không có giỡn. 12 giờ khuya đi vòng vòng chùa niệm Phật, ra cái sân chùa đứng niệm Phật, thấy người ta niệm Phật quá trời đông, đông thấy ghê. Thấy niệm Phật người nào cũng thấy đẹp, nói Nam Mô Di Đà Phật tôi đi ngủ. Thôi mình thấy vậy thôi mình đi thôi, thấy không? Để cho người ta niệm Phật được rồi, cho mình thấy gì cái mình biết rồi. Vì mình biết là nơi nào niệm Phật là trên trời niệm Phật, dưới đất niệm Phật, giữa trời niệm Phật. Nên cái nơi đó, cái người ở ở nơi đó họ vui nhiều. Dù có bệnh đau gì họ cũng vui nữa. Họ đang trả nghiệp, tâm tư thì vui. Nên quý vị, nhiều người thì đi đến đó vì thấy cái linh khí nơi đó nó mạnh, thấy không? Thì cái nơi đó nó là một khuôn viên khép kín, nên người ta cũng thích ở cái nơi khuôn viên khép kín niệm Phật. Nhưng mình cũng thích đi đến cái nơi mà nó yên niệm Phật, thấy không? Nó, nên từ nơi đó quý vị biết cái nơi mà đạo tràng chiên tu niệm Phật là cái nơi nó đặc biệt dữ lắm, nó có dễ tìm, thấy không? Nên trong cái cõi đời này quý vị đang sống trong cái thờ mà mạt pháp, mà gặp tịnh độ, mà gặp ngôi chùa chiên niệm Phật chiên tu nghe. Những đức nói quý vị nghe, quý vị nên trân quý đi, nên trân quý. Vì cái thời gian của nó con không biết lâu hay mau. Trong cái cõi đời này, tùy vào phước duyên của chúng sanh nó có lâu không, thì lúc mà đang đương thờ này quý vị nên nắm cho chắc. Rồi sau này khi những đức cái gì quý vị cũng phải nắm cho chắc mà tu. Thì quý vị đặc biệt rồi, tôi thì có gì tôi không? Không, quý vị phải nắm cho chắc câu Phật hiệu nghe. Câu Phật hiệu thù thắng lắm, báo vật vô giá, nghe không? Thì tất cả chúng sanh bỏ hết mình cũng nắm, dù người tu có nhiều chục năm phê phán mình cũng nắm, nắm cho chắc. Tôi câu Phật hiệu này tôi làm những cái việc mới bị thấy kinh khủng chứ. Là từ đâu tôi niệm Phật tôi làm gì? Niệm Phật không đó, tôi tin. Bây giờ mà những đức chết tại chỗ cũng niệm Phật, bệnh như thế nào cũng niệm Phật. Kê dao gần cổ nó, mày niệm Phật một câu tao cắt cổ mày, mày cắt tao đi, ai với Đạo Phật? Sao? Ai mà không chết sợ gì, thấy không? Phải tin như vậy, tin đến nơi đến chốn, tin 100%, tin, tin mà không tưởng tượng được cái tin này luôn. Đó, thấy không? Phải tin như vậy thì tu tịnh độ mới cảm giác, mới an lạc. Muốn một đời này vãng sanh phải tin Phật. Tin Phật. Cái năm nay là cái năm mà Phật sự làm còn dữ dằn, còn dữ hơn năm ngoái. Nếu chúng sanh không có phước thì thôi đó, nhưng còn họ có duyên phước á, mình đang thịnh duyên á, mình cố gắng năm nay phải nghĩ nhiều cách hơn nữa đó. Nên người thành công thì thường nghĩ ở phương pháp, mà người thất bại thì thường diễn lý do, đúng không? Cố gắng lên quý vị ơi, đời này phải giảng sanh quý vị à, thấy không? Muốn giảng sanh phải làm sao? Niệm Phật nghe. Ở đây còn buồn giảng ai để trong tâm không, đưa tay anh coi. Ai còn buồn giảng để trong tâm đưa tay coi. Có hai ba bà đưa tay lên, lên đây tôi biểu coi. Thôi bỏ đi, thấy không? Ngày nay mà giảng mà nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ đó. Mong quý vị, nhà đức cứ nhắc hoài đừng có buồn, ai để trong tâm mới bị làm đi quý vị. Chúng ta nguyện giảng sanh cực lạc vậy ơi. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ